Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 204. Chương 2031, ánh mắt người khác hạ. Ẩn nhật cảnh, đại địa hồi xuân, băng tuyết tan rã, núi tuyết bạc đầu nổi lên màu xanh. Phàm nhân bắt lấy thời gian quý giá nhất trong năm này, ra ngoài sinh sản trồng trọt. Giờ phút này ẩn nhật cảnh, rốt cuộc nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Vạn dặm không mây, giữa không trung, Tần Tang che lấp độn quang, ngự kiếm mà đi. Hắn nhìn cảnh sắc ẩn nhật cảnh hoàn toàn khác biệt trước đó, nhẹ giọng tự nói, 8 năm. 8 năm qua, Tần Tang chỉ ở lại Thiên Bằng Sơn và Bách Hoa Cốc một đoạn thời gian khác gần như một mực bôn ba, phong trần mệt mỏi. Lo lắng bỏ lỡ thánh địa Huyền Thiên Cung, Tần Tang tận lực nhanh chóng chạy đi, mấu chốt là không tìm được bất kỳ manh mối gì, thân thể không cảm thấy mệt mỏi, tâm thần lại có chút chán ghét. Một năm tiếp theo, băng yêu tinh có thể khôi phục. Tần Tang quyết định về Thính Tuyết Lâu trước, trên đường thấy rất ít thân ảnh tu sĩ. Tần Tang du lịch nghe được một ít tin tức, nghe nói Huyền Thiên Cung và yêu tộc đánh lớn mấy trận, Huyền Thiên Cung hơi rơi xuống hạ phong, nhưng cũng chỉ vứt bỏ một phần hải ngoại, bản thổ không bị ảnh hưởng. Kỳ quái là, cho dù chiến cuộc đang sốt ruột nhất, cũng không thấy tin tức cung chủ Huyền Thiên Cung xuất thủ. Hôm nay, song phương lâm vào giằng co, Thiên Bằng Đại Thánh ý thức được không thể nhanh chóng đánh tan Huyền Thiên Cung, không giống 8 năm trước hùng hổ dọa người. Chính vào lúc khẩn yếu quan đầu thánh địa sắp mở ra, Huyền Thiên Cung đương nhiên sẽ không chủ động tiến công, thế cuộc gần như ổn định. Không bao lâu, Thính Tuyết Lâu đập vào mi mắt. Tần Tang thôi động lệnh bài khách khanh trưởng lão, xuyên qua hộ sơn đại trận, cũng không kinh động người, thẳng đến động phủ, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ngay lúc hắn thôi động lệnh bài, trên chủ phong, Sư Tuyết Sinh cảm ứng, từ trong nhập định tỉnh dậy. Rốt cuộc hắn trở về, Sư Tuyết xác nhận là Tần Tang, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Tần Tang vừa đi là 8 năm, mịt mù không tin tức, tuy nói thế gian tồn tại có thể uy hiếp được hắn không nhiều, nhưng khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sư Tuyết bước nhanh qua ngọc cầu, tiến vào sơn cốc ở Phiêu Tuyết Lâu, giơ tay đánh ra một đạo lưu quang. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra. Sư Tuyết đi vào, nhìn thấy Lưu Ly ngồi xếp bằng ở trên giường Hàn Ngọc. Những năm qua, Lưu Ly làm bạn với giường Hàn Ngọc, hiếm khi rời khỏi Phiêu Tuyết Lâu. Lúc này, Lưu Ly nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng bất động. Trong Phiêu Tuyết Lâu cũng không có dị tượng, nhưng Sư Tuyết có thể cảm giác được, bên cạnh Lưu Ly có một đạo chấn động kỳ dị mịt mờ nhưng lại phi thường cường đại. Sư Tuyết yên tĩnh nhìn xem, thẳng đến khi cỗ chấn động kia dần dần tản đi, kêu một tiếng, sư muội. Lưu Ly mở mắt ra, hai mắt khôi phục thần thái, ngữ khí vẫn thanh lãnh như cũ, sư tỷ, hắn trở về sao? Hắn vừa mới trở về động phủ, ta còn chưa đi gặp hắn. Sư Tuyết gật đầu, chần chừ một chút, sư muội, ngươi đã quyết định. Lưu Ly bình ổn thu công, thanh âm cũng không chấn động, chuyện này chỉ có hắn có thể làm được. Nếu không thì ngươi chờ một chút, ta đi hỏi ý kiến hắn trước đã. Sư Tuyết lộ vẻ không đành lòng nói. Lưu Ly sửa sang y sam, đứng lên, từ trên giường Hàn Ngọc chậm chậm đi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, đó chính là việc của ta, khỏi phải làm phiền sư tỷ. Ngươi là sư muội ta, huống hồ việc này liên quan đến Thính Tuyết Lâu chúng ta, sao có thể nói không liên quan đến ta chứ? Sư Tuyết nhăn mày thành một chữ xuyên, do dự nói, sư muội, ngươi vì sao không nguyện ý song tu với hắn, nhưng lại đáp ứng chuyện này? Không giống nhau. Lưu Ly nhìn thiên địa mờ mịt bên ngoài Phiêu Tuyết Lâu, trầm mặc rất lâu, dùng ngữ khí bằng phẳng nói. Chỗ nào không giống? Người ở bên ngoài thấy, lại khác gì? Sư Tuyết truy vấn. Vì sao phải quan tâm nhận định của người ngoài? Lưu Ly thu hồi ánh mắt, kỳ quái liếc nhìn Sư Tuyết. Sư Tuyết cúi đầu, nhụt chí nói, mà thôi, chuyện giữa các ngươi, ta không nên hỏi đến, do chính các ngươi tự xử lý. Miễn cho giống lần trước hảo tâm như vậy lại bị cho là làm chuyện xấu. Trong khi nói chuyện, tỉ muội hai người đi ra Phiêu Tuyết Lâu, đạp lên đường tuyết, đi đến động phủ Tần Tang. Thần sắc Lưu Ly như thường, Sư Tuyết theo ở phía sau, nhìn bóng lưng Lưu Ly, đáy mắt lóe lên một tia lo lắng. Chỉ chốc lát sau, hai nữ đi tới trước tòa lầu nhỏ kia. Tần Tang đã sớm cảm ứng, triệt hồi linh trận, đi ra động phủ đón lấy, thi lễ, sư trưởng tọa, Lưu Ly tiên tử, đã lâu không gặp.
Bần đạo vốn định tẩy đi phong trần, rồi đi bái phỏng hai vị đạo hữu, lại là thất lễ. Hắn vừa nói vừa âm thầm dò xét Lưu Ly. Lưu Ly cũng không tận lực che đậy, Tần Tăng dễ dàng nhìn ra, tu vi nàng vẫn còn đang nguyên anh sơ kỳ. Như vậy có thể thấy được, lần trước nàng đột phá triệt để thất bại. Ấn ký huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh quả thật khó chơi như thế. Tần Tăng cau mi lại, Lưu Ly có thiên phú tốt như vậy, huyền thiên cung lại là thế lực lớn như thế, lại không cách nào giải quyết được. Là chúng ta mạo muội, quấy rầy đạo trưởng. Hai nữ đáp lễ. Sư Tuyết cũng đang âm thầm quan sát Tần Tăng, lần này đạo trưởng đi du lịch Bắc Hải, có thuận lợi không? Tần Tăng nghiêng người mời hai nữ tiến vào động phủ, tự tay pha một bình linh trà, gặp một chút khó khăn trắc trở, cũng may hữu kinh vô hiểm. Loại linh trà này chính là bần đạo ngoài ý muốn phát hiện tại yêu vực, mặc dù không bằng tiên trà Thính Tuyết Lâu, nhưng cũng có một hương vị khác, xin hai vị đánh giá một phen. Sư Tuyết nhấp một ngụm, chợt cảm thấy răng má lưu hương, khen một tiếng, trà ngon. Không ngờ đạo trưởng có thể đi lại ở yêu cảnh như vào chỗ không người, trước đó ta còn một mực lo lắng đạo trưởng, bị yêu vương nhìn thấu, gặp phải nguy hiểm. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng gì. Tần Tăng cười nhạt một tiếng, không biết những tin tức kia có trợ giúp Huyền Thiên Cung không. Sư Tuyết gật đầu, đại trưởng lão nhiều lần trước mặt mọi người nhắc đến, phải tạ ơn Minh Nguyệt đạo trưởng, chỉ có đạo trưởng dám xâm nhập yêu cảnh dò xét. Thông qua những tin tức này, chúng ta đánh giá ra đại khái binh lực yêu tộc, thong dong bố trí, phòng ngừa thương vong vô vị. Sau khi công bố thân phận khách khanh của đạo trưởng, tình cảnh Thính Tuyết Lâu cũng tốt hơn rất nhiều. Không biến khéo thành vụng là tốt rồi. Tần Tăng gật đầu, hỏi chuyện quan tâm nhất, thánh địa sắp mở ra chưa? Các mạch đã đợi không kịp, chỉ chờ thánh vật hấp thu đủ năng lượng là mở ra thánh địa. Đại trưởng lão đến lúc đó sẽ cố sức để đạo trưởng tham gia. Nói đến đây, ngữ khí Sư Tuyết hơi dừng lại, liếc mắt nhìn Lưu Ly đang lẳng lặng thưởng thức trà. Tần Tăng nâng chén trà lên, thưởng thức một ngụm trà thơm, mượn khói trà quan sát hai nữ. Hắn nhạy cảm phát giác được, sau khi Sư Tuyết đến nhà có chuyện muốn nói lại thôi, khẳng định là có việc gì. Nhìn biểu hiện của nàng, khả năng liên quan đến Lưu Ly. Hoặc là nói, liên quan đến Lưu Ly tu hành, ấn ký tà công. Qua nét mặt của Lưu Ly lại nhìn không ra chút dị dạng nào. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2032, Tẩy Thân Trì. Cạch, Lưu Ly nhẹ nhàng đặt xuống chén ngọc. Tần Tăng ẩn ẩn dự cảm được chuyện gì, cũng mang thần sắc nghiêm túc. Tần, đạo trưởng nghe qua truyền thuyết về Tẩy Thân Trì Phật Môn chưa? Lưu Ly nhẹ giọng hỏi một vấn đề. Phật Môn ở tu tiên giới, Phật môn suy thoái, không thể so với đạo môn. Tần Tăng tu hành mấy trăm năm, tiếp xúc Phật Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhập lưu chỉ có Tịnh Hải Tông, cũng đã đoạn tuyệt truyền, thừa, bị tai họa diệt môn. Bất quá, liên quan tới truyền thuyết Phật môn, một ít truyền thuyết nhỏ nghe cũng không ít. Tẩy Thân Trì chính là một chí bảo của Phật Tổ. Nghe nói, cho dù phàm nhân không có tu vi, chỉ cần đi vào Tẩy Thân Trì một lần là có thể tẩy đi một thân nghiệp lực, tu thành chính quả, không vào luân hồi. Đạo môn cũng có truyền thuyết tương tự, phàm nhân phục dụng một viên cửu chuyển kim đan, hà cử phi thăng, một bước thành tiên. Cho dù đủ loại truyền thuyết huyền bí, Tẩy Thân Trì và cửu chuyển kim đan cũng có thể được nói đến loại bất khả tư nghị nhất kia, càng giống là phàm nhân suy đoán hơn. Người tu hành sẽ không tưởng tượng không thực tế như vậy. Những truyền thuyết này, Tần Tăng nghe nói qua nhiều hoặc ít, nhưng chưa hề để ý tới. Hắn khẽ vuốt cằm, cười hỏi lại, tiên tử không phải là nói cho ta biết, thế gian thật có thần vật như vậy chứ? Cho dù Tẩy Thân Trì tồn tại thật, chỉ có thể tại tiên giới, Phật Quốc. Lưu Ly không trực tiếp trả lời, mà quay đầu nhìn hướng Sư Tuyết, hình như đang trưng cầu nàng cho phép. Sư Tuyết ho nhẹ một tiếng, nói với Tần Tăng, đạo trưởng được trưởng tọa cùng Giang Điện Chủ tán thành làm khách khanh trưởng lão, nói cho đạo trưởng bí mật này cũng không tính là phá hư quy củ. Bất quá, trước lúc này, còn cần đạo trưởng lập thệ tâm ma, nội dung chúng ta nói chuyện, tuyệt không cho nói cho người thứ tư. Thần sắc hắn hơi giật mình, có chút không thể tưởng tượng. Huyền Thiên Cung chẳng lẽ có Tẩy Thân Trì? Càng làm Tần Tăng cảm thấy kỳ quái là, Sư Tuyết và Lưu Ly vì sao nói việc này cho hắn biết. Tần Tăng không chút do dự, cực kỳ thuần thục chỉ tâm ma lập thệ,
tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Sư Tuyết gật đầu một cái với Lưu Ly. Lưu Ly nhìn Tần Tang, tiếp tục nói, bí mật này chỉ có tứ đại chủ mạch biết được toàn bộ nội dung. Trong thánh địa Huyền Thiên Cung có một tòa tẩy thân trì, công hiệu có thể so với thánh vật, Phật môn. Tu sĩ nếu có thể tiến vào tẩy thân trì, có thể đề cao tốc độ hấp thu linh khí tu luyện, tương đương với đề thăng thiên phú, cũng có hiệu quả nhất định với tu sĩ thiên linh căn. Căn cứ tiền bối suy đoán, thiên phú linh căn càng kém, hiệu quả đề thăng càng tốt. Nói đến lời cuối cùng, Lưu Ly hơi tăng thêm ngữ khí. Tại Thiếu Hoa Sơn, nàng đã điều tra về Tần Tang, biết được hắn là ngũ linh căn, là thiên phú kém cỏi nhất trong tu tiên giả, khó lấy được thành tựu, nếu không thì cũng sẽ không bán thân trúc cơ. Lại không biết, người này về sau gặp phải cơ duyên gì, chỉ dựa vào một bộ công pháp cắt đứt nguyên thần không trọn vẹn, vậy mà tu tới mức độ này. Đây cũng là nghi hoặc lớn nhất sau khi Lưu Ly gặp lại Tần Tang. Sư Tuyết hơi dựa vào thành ghế, tinh tế thưởng thức trà, chờ biểu lộ tiếp theo của Tần Tang. Lưu Ly cũng không lộ ra tin tức Tần Tang với Sư Tuyết. Sư Tuyết đoán thiên phú Tần Tang hẳn là thiên linh căn, ít nhất là song linh căn. Bất quá, thiên phú cho dù tốt, cũng không cách nào ngăn cản dụ hoặc của tẩy thân trì, đây chính là đại cơ duyên lợi cho mình. Để thăng tốc độ tu luyện, cho dù vẻn vẹn tiết kiệm một năm khổ tu, đại biểu lấy thêm một phần hy vọng đột phá bình cảnh, thêm một khả năng tiến vào cảnh giới cao hơn. Ngoại trừ sư muội tính tình quật cường, Sư Tuyết rất khó tưởng tượng có người có thể cự tuyệt dạng dụ hoặc này. Cái gì? Đúng như Sư Tuyết sở liệu, dù là Tần Tang tâm tính bực này, nghe Lưu Ly nói cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, khó mà tin. Tu hành mấy trăm năm, Tần Tang càng nhận thức rõ hơn về tu tiên giới tàn khốc. Thiên phú không đủ, khắp nơi là chỗ khó, nghĩ hết biện pháp mới có thể bù đắp. Biện pháp hậu thiên đề thăng thiên phú cực kỳ hiếm thấy, Tần Tang biết rõ chỉ có nguyên thần dưỡng kiếm chương, chính là dựa vào môn công pháp này mới có ngày hôm nay. Cho dù tẩy thân chỉ có thể đề cao tốc độ hấp thu linh khí, không phải chân chính đề thăng thiên phú, cũng là thứ toàn bộ tu tiên giả tha thiết ước mơ. Huyền Thiên Cung độc chiếm tẩy thân chỉ, khó trách có thể trường thịnh không suy, đại tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Bản mệnh linh kiếm khắc họa sát phù, tốc độ Tần Tang tu luyện đã vượt qua tu sĩ song linh căn. Nếu có thể thu được cơ hội tiến vào tẩy thân chỉ, về sau nói không chừng có thể đuổi theo, thậm chí vượt qua Lưu Ly. Bất quá, Tần Tang cũng không bị choáng váng đầu óc. Hắn chưa từng tin tưởng chuyện tốt bánh từ trên trời rớt xuống, cấp tốc đè xuống tưởng tượng. Ánh mắt lướt qua mặt Sư Tuyết cùng Lưu Ly, trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại, hai vị tiên tử nói bí mật này cho bần đạo là ý gì? Huyền Thiên Cung hẳn là sẽ không đưa tư cách tiến vào tẩy thân trì cho một ngoại môn khách khanh chứ? Sư Tuyết thấy Tần Tang nhanh như vậy khôi phục lãnh tĩnh, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thay Lưu Ly giải thích. Chỉ có thánh địa mở ra mới có thể đi vào tẩy thân trì. Bên ngoài tẩy thân trì, chẳng biết lúc nào đã bị cấm chế cường đại phong tỏa. Mỗi một lần chỉ có một người có cơ hội tiến vào tẩy thân trì, đôi khi yêu cầu phải tranh đoạt với nhau. Nếu như vượt quá thời gian, không ai tiến vào, tẩy thân trì cũng sẽ tự đóng lại. Mặt khác, tẩy thân trì còn có một thiết lập hạn chế. Nói đến chỗ này, Sư Tuyết lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hậm hực nói, nhất thiết phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trước lần thiên kiếp thứ nhất đến. Cũng chính là sau khi kết anh trong vòng 300 năm đột phá Nguyên Anh trung kỳ, mới có tư cách tiến vào tẩy thân trì. Hạn chế này, để cho đa phần tu sĩ Huyền Thiên Cung hoàn toàn mất hết tâm tư, bao gồm cả Sư Tuyết. Nàng đã độ xong lần thiên kiếp thứ nhất, đến nay còn bị kẹt ở Nguyên Anh sơ kỳ. Sư Tuyết sở dĩ quan tâm Lưu Ly sẽ bị loạn, đi là ra lấy được thần nữ tâm điển, cũng có liên quan tới tẩy thân trì. Thiên tư Lưu Ly thật tốt, nếu không phải bị tình vây khốn, nhất định có thể trước khi thiên kiếp hàng lâm lần đầu đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Nhờ vào băng phách thần quang cường đại, vững vàng đoạt được tư cách tiến vào tẩy thân trì. Về sau, Lưu Ly có khả năng tiếp nhận chức đại trưởng lão, trấn hưng thính tuyết lâu. Tẩy thân trì có lẽ là tổ sư Huyền Thiên Cung lưu lại, bảo đảm Huyền Thiên Cung trường thịnh không suy. Đáng tiếc Huyền Thiên Cung nhiều lần nội loạn, điển tịch thất lạc, đã không thể nào biết được là di trạch đến từ vị tổ sư nào. Trong dòng sông lịch sử Huyền Thiên Cung, ngồi lên vị trí đại trưởng lão hoặc cung chủ, phần lớn là tiền bối từ trong tẩy thân trì đi ra. Cố nhiên thiên tư bản thân bọn họ thật tốt, tác dụng của tẩy thân trì cũng không thể bỏ qua, xem như dệt hoa trên gấm. Nghe lời này, Tần Tang vô thức nhìn sang Lưu Ly,
trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều chuyện. Tính toán thời gian, Lưu Ly cách thiên kiếp lần đầu đã không xa, trách không được Sư Tuyết quan tâm nên bị loạn như vậy. Lần trước xung kích bình cảnh là cơ hội cuối cùng của nàng, lúc sắp thành lại bại. Bất quá, nếu như hai người bọn họ đều đồng ý tu luyện thần nữ tâm điển, Lưu Ly mượn nhờ song tu hóa giải lạc ấn tà công là có cơ hội đột phá. Nhưng Lưu Ly triệt để không chút do dự, thà rằng bỏ lỡ đại cơ duyên, cũng không chịu khuất phục lạc ấn tà công. Tần Tang quan sát kỹ, từ biểu lộ của nàng, lại tìm không thấy vẻ tiếc nuối. Chỉ có thể nói thiên phú tốt tùy hứng, điều kiện này quả thật có chút hà khắc. Cho dù tứ đại chủ mạch các ngươi cũng không dám chắc, có thể xuất hiện nguyên anh trung kỳ trước khi thiên kiếp đến. Tần Tang rời tầm mắt khỏi Lưu Ly, nhìn Sư Tuyết hỏi. Hiện tại Thính Tuyết lâu là ví dụ, chủ mạch cũng sẽ suy bại. Không sai, Sư Tuyết thản nhiên đáp. 1. Khi xuất hiện đệ tử thiên phú đủ tốt, bốn mạch sẽ dốc sức bồi dưỡng, cho dù như thế, cũng khó có thể bảo đảm mỗi lần có thể phái người tranh đoạt tẩy thân trì. Bất quá, tẩy thân trì đại khái không đến 300 năm mở ra một lần, ngoại trừ tiền bối đã từng tiến vào tẩy thân trì. Lần trước không thể cướp được tư cách, tại lần thứ hai trước khi thiên kiếp hàng lâm còn có thể tiếp tục tham dự tranh đoạt. Mặt khác, chúng ta cũng đã thử qua đủ loại biện pháp. Ví như, chi mạch xuất hiện người thiên phú tuyệt hảo, hấp thu vào, hoặc là dứt khoát nhập chi mạch vào chủ mạch, bất quá khá là phiền toái. Còn không sẽ dùng một ít pháp môn ngoại đạo, thậm chí ma môn tà thuật không ra gì, cưỡng ép để thăng cảnh giới, cho dù là tạm thời. Cho dù lưu lại một chút tai họa ngầm, nếu có thể đổi lấy tư cách tiến vào tẩy thân trì, cũng đáng. Nói xong, Sư Tuyết vô thức liếc nhìn Lưu Ly. Nàng cầu thần nữ bí điển cho Lưu Ly, chính là xuất phát từ ý nghĩ này. Bất đắc dĩ Lưu Ly cũng không tiếp nhận. Tần Tang nghe Lưu Ly giải thích, tâm niệm chớp động. Sư Tuyết và Lưu Ly chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói cho hắn biết những bí mật này. Hắn xác thực phù hợp yêu cầu, mà Tần Tang có đủ tự tin, chỉ cần có thể vào thánh địa. Trừ phi Đồng Linh Ngọc cùng cung chủ tự thân xuất thủ, lần này tư cách tiến vào tẩy thân trì ngoài hắn ra không còn ai khác. Thân sắc hắn hơi động, ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn đoán ra mấy phần, nhìn chằm chằm Lưu Ly, có ý riêng nói, đáng tiếc bần đạo cũng không xuất từ chủ mạch, cũng không phải chi mạch, mà là một ngoại nhân. Khách khanh trưởng lão sở dĩ gọi là khách khanh, vì không cần phải gánh chịu trách nhiệm tông môn truyền thừa. Tương ứng, cũng không có tư cách bước vào bí ẩn tông môn chân chính. Huyền Thiên Cung há có thể tặng loại cơ duyên này cho một ngoại nhân. Sư Tuyết há to miệng, đang muốn giải thích. Lưu, Ly một mực trầm mặc mở miệng, bốn mạch lúc mới bắt đầu hòa giải, từng có quyết nghị. Tu sĩ bên ngoài thành tâm gia nhập Huyền Thiên Cung cũng có thể được đối đãi ngang hàng, nhưng nhất thiết phải có đủ lý do khiến người tin phục, ràng buộc đủ sâu, bảo đảm sẽ không làm phản. Giọng nói của nàng hơi dừng lại, trầm giọng nói, ví như, thông gia. Không đợi Tần Tang mở miệng, Sư Tuyết nói xen vào, bổ sung, Huyền Thiên Cung chiếm giữ một cảnh, từ trước đến nay không thiếu hụt thiên tài, loại chuyện này cũng không phổ biến, nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Bất quá, những tu sĩ tiền bối này nhiều lần tham dự tranh đoạt, lại bị hạn chế. Tu sĩ Huyền Thiên Cung lần đầu tham dự tranh đoạt, độ khó cấm chế thử thách sẽ giảm xuống một cấp bậc. Mà những người này nhất thiết phải xông qua cấm chế hoàn chỉnh, chỉ có nhân tài thực lực cực mạnh mới có hy vọng, ví như đạo trưởng. Lúc nói đến những thứ này, Sư Tuyết một mực nhìn Tần Tang, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Nàng tự mình lĩnh giáo thủ đoạn của Tần Tang, biết rõ thực lực hắn, Tần Tang chỉ cần nguyện ý xuất thủ, khẳng định sẽ đạt được. Bần đạo có chút hồ đồ rồi, hai vị nói nhiều như vậy, là muốn bần đạo thông gia với đạo hữu Thính Tuyết lâu. Tần Tang nhíu mày, cùng ta, khiến hắn cảm thấy ngực nhiên là, Lưu Ly chủ động đứng dậy, không đề cập tới những người khác. Sư Tuyết một mặt bất đắc dĩ, trong Thính Tuyết lâu, chỉ có ta và sư muội cùng với một vị sư tỷ khác, thân phận và tu vi đều đầy đủ, có thể thuyết phục cung chủ và ba mạch khác. Sư muội không muốn liên lụy chúng ta. Nói xong, Sư Tuyết đột nhiên đứng dậy, ta nhớ là, có một chuyện trọng yếu suýt nữa quên. Sư muội, ngươi lưu lại thương nghị việc này với đạo trưởng đi. Tần Tang đưa mắt nhìn bóng lưng Sư Tuyết vội vàng rời đi, nhịn không được cười lên. Cho đến khi Sư Tuyết đi xa, hắn thu hồi ánh mắt, thở dài, nói, bần đạo xác thực có chút động, tâm với tẩy thân trì. Bất quá, nếu chỉ là giả bộ, chỉ sợ không lừa gạt được pháp nhãn cung chủ cùng một đám trưởng lão. Rõ ràng không giống lúc bán mình trúc cơ,
lần trước là đơn thuần giao dịch sau đó thanh toán xong. Nếu như không phải xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, bọn hắn đã sớm thành người lạ. Lần này nếu chân chính kết làm đạo lữ với Lưu Ly, về sau sẽ sinh ra rất nhiều ràng buộc, nhưng là hai bên tình nguyện trả. Hắn và Lưu Ly mặc dù quen biết mấy trăm năm, có một trận nghiệt duyên, nhưng không có cảm giác tình cảm chân thực. Lưu Ly bị lạc ấn tà công vây khốn, cảm tình với hắn cũng là giả. Lưu Ly kiên quyết cự tuyệt song tu, lại chủ động đề xuất thông gia, mà lại đưa lên một đại lễ bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt, sao lại không kỳ quái. Ánh mắt Lưu Ly hơi thu liễm, khẽ cắn đôi môi, ngữ khí vẫn thanh lãnh, chúng ta sẽ tu luyện Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh. Tần Tang giật mình, lạc ấn vẫn còn, giữa hắn và Lưu Ly có thêm một tầng người bên cạnh không liên hệ. Nếu có thể mượn cái này giấu giếm, ngược lại đơn giản. Bần đạo vô công bất thụ lộc, tiên tử hẳn là còn có yêu cầu gì khác. Không biết, bần đạo cần làm cái gì, đổi lấy cơ hội này. Nghe đến đây, Lưu Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy tâm trí Tần Tang, không đoán ra được mới là kỳ quặc quái gở. Chờ ngươi tiến vào tẩy thân trì, giúp ta lấy từ đáy ao ra một bảo vật. Trong tẩy thân trì có bảo vật. Tần Tang lập tức ý thức được hung hiểm, nghiêm nghị hỏi, lấy ra vật này, có thể khiến tẩy thân trì dị biến không, hoặc bị cung chủ và đại trưởng lão phát giác. Bảo vật bên trong trọng địa như vậy, há lại bình thường. Nếu bị Huyền Thiên Cung phát hiện, dẫn tới một trận sát kiếp cũng không ngược nhiên. Lưu Ly giải thích kỹ. Vật này là lúc sư phụ ta tiến vào tẩy thân trì ngoài ý muốn phát hiện, những người khác hẳn là không. Biết, sư phụ đã thử, đáng tiếc thực lực không đủ, cấm chế đáy ao vô cùng nguy hiểm. Bất quá, sư phụ lúc ấy đã tiếp cận, thử lay động vật này, tẩy thân trì cũng không phản ứng. Trừ phi thực lực cực mạnh, nếu không thì chỉ có mượn nhờ băng phách thần quang mới có thể lấy đi vật này. Đây là một phần nguyên nhân ta tu luyện băng phách thần quang. Thực lực ngươi vượt xa tu sĩ cùng cấp, rất có hy vọng. Đến lúc đó, ta sẽ cô đọng một đạo băng phách thần quang thành phù, nhưng uy năng sẽ suy giảm, chưa chắc có thể tạo ra tác dụng. Đáy mắt Lưu Ly lóe lên một tia phức tạp. Nàng tu luyện băng phách thần quang vốn là một mũi tên trúng mấy chim. Cho dù dùng âm ly châu là bảo vật kém hơn một bậc, Lưu Ly cũng có trên năm thành nắm chắc đột phá nguyên anh trung kỳ. Nhưng hết thảy kế hoạch bị xáo trộn sau khi trùng phùng Tần Tang. Tà công ảnh hưởng đáng sợ hơn tưởng tượng, trực diện Tần Tang, lạc ấn bị xung kích, băng phách phong tình mất đi hiệu lực, trực tiếp dẫn đến đột phá thất bại. Tần Tang âm thầm trầm ngâm, Lưu Ly đề xuất yêu cầu rõ ràng, hắn ngược lại yên tâm, về sau tùy cơ ứng biến là được, vào tẩy thân trì, bốc lên một ít nguy hiểm cũng đáng giá. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tang hỏi thăm về cấm chế tẩy thân trì. Lưu Ly giao cho hắn một ngọc giản, đều ở trong này. Tần Tang gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, xem như đáp ứng việc này. Tiếp theo, còn cần bần đạo làm gì không? Xử lý một buổi đại hôn. Lưu Ly dừng một chút, giả hôn. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2033, yết kiến cung chủ. Vạn nhất bảo vật này không tại chỗ cũ, ta làm sao tìm tới nó? Tần Tang quét mắt sơ qua nội dung trong ngọc giản. Không ngoài dự đoán, cấm chế ngoài tẩy thân trì cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, các mạch cũ tự thay đổi. Không cách nào thăm dò toàn bộ quy luật cấm chế, yêu cầu hắn phải tùy cơ ứng biến. Hắn lo lắng cấm chế trong tẩy thân trì cũng sẽ phát sinh cải biến, dẫn đến món bảo vật kia chuyển qua nơi khác. Mặt khác, hắn mạnh mẽ xông tới đáy tẩy thân trì cũng có thể dẫn tới biến hóa khó mà đoán trước. Băng Diêu lúc trước thực lực không đủ, biết rất ít về tình huống dưới đáy tẩy thân trì, chỉ dựa vào tin tức trong ngọc giản, Tần Tang không thể đưa ra phán đoán chính xác. Công pháp hắn và sư đồ Lưu Ly khác nhau, không cảm ứng được chấn động món bảo vật kia. Lưu Ly phong ấn băng phách thần quang trong linh phù là tử vật, chỉ có thể dùng để khiêu động bảo vật. Không gian dưới đáy tẩy thân trì xác thực không lớn, nhưng cổ cấm tầng tầng. Hết thời gian, tẩy thân trì sẽ tự động đóng lại, sinh ra lực bài xích, cho dù có thiên mục điệp tương trợ, Tần Tang cũng không có khả năng lục soát từng tấc bên trong. Đáy tẩy thân trì hẳn là không có những vật khác. Lưu Ly cau mi lại, suy nghĩ một chút, nói đến một chuyện bí ẩn khác. Sư phụ tại đáy tẩy thân trì cảm giác được một loại chấn động quen thuộc,
cực kỳ tương tự với một chỗ cấm địa khác trong thánh địa là Thao Thiết Hồ, người hoài nghi cấm chế giữa hai nơi có liên hệ. Bất quá, cho dù hai nơi liên kết, cũng phải tu vi cực kỳ cao mới có thể từ bên ngoài ảnh hưởng đến tẩy thân trì. Sư phụ vốn có kế hoạch, chờ thực lực người đầy đủ, sẽ phối hợp đệ tử tiến vào tẩy thân trì, nội ứng ngoại hợp, mưu cầu bảo vật này. Đáng tiếc, sau khi ra thánh địa không lâu, sư phụ rời Huyền Thiên Cung, không có cơ hội đi vào. Đến lúc đó, ta tiến vào Thao Thiết Hồ, xúc động cấm chế đáy hồ. Nhưng tu vi ta không đủ, đoán chừng rất khó giúp ngươi. Nói đến sư phụ, trên mặt Lưu Ly lóe lên một tia ảm đạm, đơn giản giải thích vài câu, sư phụ từng nói, mượn nhờ bảo vật này, có thể ngưng luyện lại băng phách thần quang đã đại thành, mang đến biến hóa kỳ dị. Vốn có thể cầm bảo vật này đi cứu sư phụ, hiện tại không cần dùng. Đối với ta, quan trọng hơn là có thể thừa dịp luyện hóa bảo vật này, xung kích bình cảnh lần nữa. Lưu Ly cũng không phải là không cân nhắc qua khả năng đột phá thất bại, sớm có hậu thủ. Nàng có lòng tin, nhất định có thể dùng cơ hội tiến vào tẩy thân trì lần này thuyết phục Tần Tang. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, sau đó có thể chậm rãi giải quyết lạc ấn tà công. Tần Tang giật mình, thầm nói thì ra là thế. Nhìn Lưu Ly, cũng làm cho Tần Tang nhớ tới chính mình. Giờ khắc này, Tần Tang rốt cuộc phát hiện hắn và Lưu Ly có một điểm tương đồng. Trong lòng bọn hắn kiên trì khác nhau, làm ra lựa chọn khác biệt, lại trải qua tương tự. Tần Tang đã từng bị tai họa ngầm tà công khốn nhiễu, kiên trì không ngừng tìm kiếm cách giải quyết, chưa hề từ bỏ, một bước cuối cùng chạy bộ cho tới hôm nay. Bây giờ, Lưu Ly cũng như thế, chỉ có từng bước in dấu chân xuống, xông qua từng gian nan khốn trở, luôn rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Bất kể có hiệu quả hay không, chuẩn bị nhiều phương án, chung quy sẽ không sai. Tần Tang nói, lúc này cùng Lưu Ly thương nghị hành động chi tiết. Không bao lâu, Tần Tang và Lưu Ly cùng đi ra động phủ, kết bạn lao đến chủ phòng. Sư Tuyết đang trưởng tọa đại điện, không yên lòng xử lý tục vụ, nhìn thấy hai người xuất hiện tại cửa, lập tức đặt xuống ngọc giản trong tay, đứng dậy luôn miệng hỏi, các ngươi đã thương lượng xong. Tần Tang và Lưu Ly không hẹn mà cùng gật đầu. Sư Tuyết dò xét hai người, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Tốt rồi, không chọc ghẹo nữa, ta đi viết thiếp mời, sai người đưa đi Lăng Tiêu Phong cùng các mạch. Đang lúc yêu tộc xâm phạm, dung chuyển, nhưng vẫn phải có những tục lễ kia. Xin Giang Điện chủ chọn một ngày lành đẹp trời, chờ đến ngày đại hôn. Các mạch khắp nơi tới xem lễ là đủ. Nàng cũng rõ Tần Tang và Lưu Ly làm dáng một chút, không phải thật sự là đạo lữ. Cái gì nạp thải, xác định có thể bớt thì bớt, hết thảy giản lược. Bất quá, một ít khoa nghi cần thiết vẫn phải làm. Lưu Ly chính là quan môn đệ tử trưởng tọa Thính Tuyết Lâu đời trước, sư muội của trưởng tọa hiện tại, đại điển tất nhiên phải làm cho nở mày nở mặt, miễn cho mất mặt mũi Thính Tuyết Lâu nhất mạch. Trên bản chất, tu tiên giả không khác gì phàm nhân. Đối với chuyện này, sư Tuyết đã sớm suy tính phương án, đã có các đệ tử Thính Tuyết Lâu thay mặt vất vả, không cần Tần Tang và Lưu Ly hao tâm tổn trí. Nghe sư Tuyết nói liên miên lải nhải, Tần Tang có cảm giác hoảng hốt, thân hướng tiên đạo đến nay, Tần Tang không ngờ tới chính mình lại còn có một ngày đại hôn này mà lại rườm rà như thế. Lấy tính tình hắn, cho dù thực tình kết đạo lữ cùng một vị đồng đạo, cũng sẽ không huy động nhân lực lớn như vậy. Tối đa tại động phủ treo lên linh vị, bái một bái cha mẹ đời trước, cho chuyện an ủi. Sư Tuyết phi thường mưu cầu danh lợi chuyện này, từng kiện, càng nói càng kích thích, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Suýt nữa quên, trước đại điển, các ngươi cần đi Lăng Tiêu Phong trước, yết kiến cung chủ và đại trưởng lão. Nhất là đạo trưởng vốn cũng không phải là đệ tử Huyền Thiên Cung, lễ này không thể bỏ, càng sớm càng tốt. Trên mặt nàng lóe lên vẻ lo lắng, pháp nhãn cung chủ như đuốc, các ngươi có chắc giấu giếm được không? Tu tiên giả kết làm đạo lữ, hẳn là cùng chung chí hướng, hai người đạo vận tương hòa, không giả được, mà người phàm, xử lý hôn lễ xong là thành phu thê. Tần Tang và Lưu Ly liếc nhau, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Sư Tuyết cũng không truy nguyên, lựa chọn tin tưởng bọn họ. Các ngươi chờ lát, để ta viết một phong thơ, các ngươi mang đến Nguyên Cực Điện, chuyển giao cho Giang Điện chủ. Đạo trưởng cũng nên gặp Giang sư thúc một chút. Sau đó, Sư Tuyết gõ vang chuông cổ, truyền lệnh tất cả đệ tử trên đỉnh núi, chuẩn bị trước mặt mọi người tuyên bố thân phận Tần Tang là khách khanh trưởng lão cùng việc vui này. Tiếng chuông vang lên, tất cả đỉnh núi đều có bóng người bay ra.
Trên dưới Thính Tuyết Lâu, bao gồm hai vị nguyên anh mới từ trên chiến trường trở về, ở trong núi tĩnh dưỡng, lần lượt chạy đến chủ phong tập kết. Đang lúc Tần Tang cùng Lưu Ly ở đại điện chờ đợi, Lưu Ly nhìn hướng Lăng Tiêu Phong, do dự một chút, truyền âm nói, cẩn thận cung chủ. Ừm, thân sắc Tần Tang đột nhiên ngưng kết, nhìn chằm chằm Lưu Ly, ánh mắt dò xét. Lưu Ly im lặng, nói, trước khi đi, sư phụ nhắc nhở ta. Người từng nói, mỗi lần đối mặt cung chủ, đều có cảm giác sợ hãi không hiểu. Năm đó, sư phụ đi ra thánh địa không lâu, một mình rời Huyền Thiên Cung. Lúc du lịch gặp phải đại cơ duyên, phát hiện băng phách cương anh, trong thời gian ngắn đột phá nguyên anh hậu kỳ, nhưng không trở về Huyền Thiên Cung, mà xuyên qua phong bạo, đi hướng Bắc Thần Cảnh. Lúc bị kẹt ở Tử Vi Cung, sư phụ cũng không cho phép ta cầu viện cung chủ. Nguyên nhân? Tần Tang trầm giọng hỏi. Hai mắt Lưu Ly lộ vẻ mờ mịt, có lẽ sư phụ cũng không rõ, vẻn vẹn xuất phát từ cảm giác. Tu luyện băng phách thần quang, linh giác sáng hơn người thường. Người chỉ nói, nếu ta trở về sư môn, cung chủ vẫn chưa vẫn lạc, tận lực cách xa cung chủ, tốt nhất phòng ngừa tiếp xúc một mình với hắn. Tần Tang chau mày, trầm tư thật lâu, dương mắt hỏi, ta nghe nói, Ân Trường Sinh là người thời đại trước cả Hỗn Ma lão nhân. Ừm, Lưu Ly gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2034, Thăng Linh Thượng. Trước mặt mọi người, Sư Tuyết tuyên bố Tần Tang là khách khanh trưởng lão, dẫn tới từng đạo ánh mắt sùng kính, được Đồng Linh Ngọc thôi thúc, Thanh Phong đạo trưởng một mình chui vào yêu tổ, đưa về tình báo, lập xuống đại công, gần đây đã bắt đầu lưu truyền tại Huyền Thiên Cung, nghiễm nhiên được tạo thành một vị anh hùng can đảm. Đối mặt hai vị nguyên anh khác thổi phồng, Tần Tang cảm thấy xấu hổ, liền nói hổ thẹn. Bất quá, theo Sư Tuyết tuyên bố Thanh Phong đạo trưởng và Lưu Ly sẽ kết làm đạo lữ, ít ngày nữa sẽ tổ chức đại điển, ánh mắt cung kính của các đệ tử nhao nhao biến mất. Lưu Ly cho dù đeo mạng che mặt, thiên sinh lệ chất vẫn khó có đối thủ. Từ khi trở về Thính Tuyết Lâu, đệ tử nhìn thấy nàng đều kinh động như gặp thiên nhân, hiển nhiên nhân khí còn tốt hơn cả lúc ở tại Thiếu Hoa Sơn. Đối với những đệ tử này, hình tượng tiên tử trong suy nghĩ chính là Lưu Ly. Thêm nữa khí chất Lưu Ly thanh lãnh, giống như tiên tử trong Nguyệt Cung đi ra. Ngày bình thường, có cơ hội nhìn một chút cũng đã vừa lòng thỏa ý. Giờ khắc này, tiên tử lại bị một nam tử kéo vào phàm trần, bọn họ sao không khó chịu. Càng phiền lòng chính là, trưởng tọa ra lệnh bọn họ phải chuẩn bị đại điển, bôn ba bận rộn. Càng phiền lòng hơn là, bọn họ không dám nói nửa chữ không. Tần Tang phát giác được bầu không khí không thích hợp, không khỏi nhớ tới lúc mới vừa vào Thiếu Hoa Sơn, trang nghiêm sư huynh Hoa Si chân dung Lưu Ly. Bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cuối cùng, Tần Tang biết được tin tức Trang Nghiêm đã thọ chung từ Mục Nhất Phong, cũng may gã có tôn nữ thiên tư không tệ, Mục Nhất Phong dự định trọng điểm bồi dưỡng nàng. Làm phiền chư vị, Tần Tang cười khan một tiếng, chắp tay nói tiếng cám ơn, vội vàng mang theo Lưu Ly rời Thính Tuyết Lâu, điều khiển độn quang bay về hướng Lăng Tiêu Phong. Trước khi đi yết kiến cung chủ, phải đi bái phỏng vị Giang Điện Chủ kia. Giang Điện Chủ chính là đại sư huynh của Băng Diêu, nhưng thiên tư có hạn, tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, nhiều năm không tiến thêm. Có thể nói là, lão nhìn xem Băng Diêu trưởng thành. Người này gần như chỉ ở Thính Tuyết Lâu, uy vọng cực cao, tại toàn bộ Huyền Thiên Cung, thậm chí bên ngoài Huyền Thiên Cung đều rất có danh vọng, là một vị cường giả đức cao vọng trọng uy tín lâu năm. Huyền Thiên Cung các mạch, nhất là tứ đại chủ mạch, đều sẽ phái ra cường giả bản mạch, hoặc trở thành trưởng lão, hoặc trở thành các điện chủ, duy trì lực ảnh hưởng của bản mạch tại Huyền Thiên Cung. Dựa theo quy củ, những người này không thể có tư tâm, cần đối xử các mạch Huyền Thiên Cung như nhau, lại không thể làm trưởng tòa các mạch. Nếu không phải lão tới Lăng Tiêu Phong, làm điện chủ Nguyên Cực Điện, trưởng tọa Thính Tuyết Lâu trừ lão ra không ai có thể thay thế. Hiện nay, Sư Tuyết đưa ra quyết nghị trọng đại gì, trước đó đều đi hỏi ý kiến Giang Điện Chủ. Trước khi Tần Tang được Thính Tuyết Lâu mời làm khách khanh trưởng lão, đại trưởng lão cũng đã tự mình đi bái phỏng Giang Điện Chủ, nói rõ việc này, đủ thấy địa vị người này thế nào. Nguyên Cực Điện bởi vì xây trên Nguyên Cực Tuyền, một trong 72 suối, nên có tên này. Nghe nói, suối này tạo ra một loại minh châu, chính là tài liệu luyện khí, luyện đan rất tốt, Nguyên Cực Điện chính là phụ trách sự vụ đan khí trận phù của Huyền Thiên Cung.
Tần Tang đã sớm muốn đi bái thăm vị Giang điện chủ này. Hắn kiêm tu luyện khí và trận pháp, sở trường các nhà, tự nhiên muốn nhìn điển tịch Huyền Thiên Cung, lĩnh hội một phen. Nguyên cực tuyển. Tần Tang và Lưu Ly hạ xuống độn quang, nhìn thấy đại điện cổ phác giữa hồ, cung điện to to nhỏ nhỏ chi chít khắp nơi. Điện này xây ở trên đảo, cây xanh râm mát, tĩnh mịch dị thường. Thỉnh thoảng có một đạo độn quang bay vào hoặc là bay ra, đều là đệ tử các mạch Huyền Thiên Cung tu tập ngoại đạo, thấp nhất cũng có tu vi trúc cơ kỳ. Tới gần nguyên cực điện, những đệ tử này cho dù đùa giỡn, cũng sẽ vô thức ngậm miệng lại, thần sắc trang nghiêm. Danh tiếng, Lưu Ly tiên tử, lưu truyền rộng rãi tại toàn bộ Huyền Thiên Cung. Tần Tang và Lưu Ly không muốn kinh động quá nhiều người, hơi ngụy trang, đi cùng những đệ tử này, rơi vào trước cổng chào nguyên cực điện, cất bước đi vào bên trong. Bất quá, bọn hắn vẫn bị phát hiện. Vừa xuyên qua cổng chào, hai người cảm thấy hoa mắt, phía trước nhiều ra một vị lão giả tóc trắng trống quãi trượng. Các đệ tử bước đi vội vã, thấy lão giả, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao khom mình hành lễ, đệ tử bái kiến điện chủ. Các ngươi lui ra đi, đừng lãng phí thời gian. Giang điện chủ gật đầu nhẹ với bọn họ, nói một câu, chợt nhìn về phía Tần Tang, thi lễ, đạo hữu chính là Thanh Phong đạo trưởng. Các đệ tử khom người lui ra, không quên liếc trộm Tần Tang, suy đoán hai người này là thần thánh phương nào, lại để điện chủ tự mình tiếp đón. Bần đạo Thanh Phong, bái kiến Giang điện chủ. Tần Tang chắp tay hoàn lễ. Bái kiến Giang sư bá. Lưu Ly cung kính hành lễ, giao thư của sư tuyết cho Giang điện chủ. Giang điện chủ mở ra xem, lông mày nhíu lại nhỏ bé không thể nhận ra, dò xét Tần Tang một chút, lại nhìn Lưu Ly, hòa ái nói, sau này sẽ là người một nhà, không cần đa lễ, đi theo ta đi. Ba người dạo bước tới cung điện cổ xưa ở giữa, đi tới một tiểu viện u tĩnh. Giang điện chủ chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên thương khung, ánh mắt thâm thúy, giống như đang nhớ lại, hồi lâu mới nói, thần thông Thanh Phong đạo trưởng, lão hủ đã sớm nghe thấy, cảm thấy mặc cảm. Đạo trưởng gia nhập, đối với Thính Tuyết Lâu và Huyền Thiên Cung, đều là một chuyện may lớn. Sư Tuyết nói ngươi và Lưu Ly quen biết từ lâu, Lưu Ly là quan môn đệ tử của sư muội, nàng đã tín nhiệm ngươi, ta tin tưởng ánh mắt của nàng. Chuyện giữa các ngươi, lão hủ không xen vào nhiều, tránh cho các ngươi cảm thấy lão già này nói quá nhiều. Bất quá, theo ý lão hủ, vốn không muốn đáp ứng chuyện hoang đường này, giả làm đạo lữ, hồ không thể ước thúc đạo trưởng cái gì, dùng tâm ma thể, cũng không phải là không có lỗ thủng để chui. Đối mặt ánh mắt Giang điện chủ hùng hổ dọa người, Tần Tang không kiêu ngạo không tự ti, trả lời, bần đạo xưa nay theo một chuẩn tắc là lời ra tất thực hiện. Hai người cách không đối mặt. Hồi lâu, Giang điện chủ nhẹ nhàng gật đầu, ta đã đưa tin cho đại trưởng lão, nàng sẽ mang các ngươi đi Lăng Tiêu Phong, yết kiến cung chủ. Xem như ngầm thừa nhận việc này. Đối với Thính Tuyết Lâu, Lưu Ly là hy vọng duy nhất trong hàng đệ tử thứ nhất hiện nay. Lưu Ly đột phá thất bại, đại biểu Thính Tuyết Lâu đã đánh mất tư cách. Cự tuyệt Tần Tang, tương đương với chắp tay dâng cơ hội cho ba mạch khác, này lên kia xuống, xu hướng Thính Tuyết Lâu suy tàn sẽ càng hiện ra. Nếu Tần Tang có thể được cung chủ tán thành, đoạt được tư cách tẩy thân trì, cho dù Lưu Ly và hắn chỉ làm vợ chồng hờ, cũng có thể kết thiện duyên với hắn, có lợi vô hại đối với Thính Tuyết Lâu. Dựa theo sư Tuyết nói, tu vi của người này vẻn vẹn nguyên anh trung kỳ, cũng đã có thể so với thực lực đại tu sĩ, hiện tại có thể làm chúa tể một phương, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Giang điện chủ nửa tin nửa ngờ chuyện này, nhưng được Đồng Linh Ngọc xác minh, không thể không tin. Ba người chờ ở trong viện. Không bao lâu, một hồi làn gió thơm cuốn tới, Đồng Linh Ngọc phiêu nhiên bay tới. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2035, Thăng Linh Hạ. Nhìn thấy Tần Tang và Lưu Ly, đôi mắt đẹp Đồng Linh Ngọc sáng lên, nhẹ giơ tay che miệng mỉm cười, một đôi bích nhân thật đẹp. May mắn bản cung xin Giang điện chủ và sư trưởng tọa hỗ trợ, mời đạo trưởng làm khách khanh Thính Tuyết Lâu, không phải há sẽ bỏ qua một nhân duyên tốt đẹp sao? Chuyện giả hôn tự nhiên không có khả năng nói cho Đồng Linh Ngọc biết. Đồng Linh Ngọc tưởng bọn hắn là cố nhân trùng phùng, tình cũ quay lại, lộ ra ý cười trêu chọc. Tần Tang chắp tay hoàn lễ. Sau một phen hàn huyên, các ngươi kết làm đạo lữ, bản cung coi như nửa bà mối, đương nhiên không có ý kiến gì. Bất quá,
cũng nên đi yết kiến cung chủ. Đồng Linh Ngọc đứng lên, việc này không nên chậm trễ, các ngươi theo ta đi Lăng Tiêu phòng. Ba người từ biệt Giang Điện Chủ, kết bạn bay tới hướng trung tâm 72 suối, rất mau tới dưới Lăng Tiêu phòng. Dù cho đại trưởng lão tự mình dẫn bọn hắn tới, cũng bị vệ binh kiểm tra, nói rõ ý đồ đến, mới được cho vào trong núi. Ba người leo lên một tòa đình đón khách giữa sườn núi. Các ngươi ở đây đợi chút, ta đi lên trước. Đồng Linh Ngọc để bọn hắn lại, cũng không có ý bảo Tần Tang lấy xuống Thiên Hồ Diện, ngữ khí mang theo một tia cổ quái. Không cần khẩn trương, cung chủ đã bế quan nhiều năm, chưa chắc có thời gian gặp các ngươi. Tần Tang và Lưu Ly liếc nhau, cung chủ cự tuyệt triệu kiến, chính hợp ý bọn hắn. Tần Tang chưa hẳn sợ vị cung chủ này, lại không nghĩ không duyên cớ sinh ra phong ba. Trong khi nói chuyện, Đồng Linh Ngọc thi triển thân pháp, biến mất trong tầm mắt. Đỉnh Lăng Tiêu phòng. Nơi đây có một mặt ngọc bích khảm vào vách núi, lưng bắc hướng nam, bóng loáng như gương. Trước ngọc bích có một hồ nhỏ, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, hai con cá chép vàng lẳng lặng dạo chơi, mặt nước không gợn sóng, dị thường u tĩnh, bốn phía không thấy thân ảnh vệ binh. Đồng Linh Ngọc đi tới ven hồ, nhìn ngọc bích, thi lễ, cất cao giọng nói, Đồng Linh Ngọc bái kiến cung chủ. Trong ngọc bích không có ai trả lời. Đồng Linh Ngọc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt cũng không lộ vẻ nôn nóng. Không biết chờ tới bao lâu, bên trong bỗng truyền ra một thanh âm khàn khàn, Linh Ngọc, ngươi đã đến. Giọng nói đối phương vô cùng bình thản, từ đó nghe không ra mảy may tình cảm. Đồng Linh Ngọc nói, cung chủ, bằng, yêu tinh sắp đại thành, các mạch đã bàn bạc, chuẩn bị năm sau mở ra thánh địa. Được, đến lúc đó, ta sẽ ra mặt. Đồng Linh Ngọc do dự một chút, có chút lo âu hỏi, cung chủ, vết thương của ngài. Không ngại, thanh âm bên trong vẫn như cũ không chút chập trùng. Đồng Linh Ngọc gật đầu, không hỏi thêm nữa, có hai tiểu bối chuẩn bị kết làm đạo lữ, bởi vì liên quan tới tranh đoạt tẩy thân trì, đến đây bái kiến cung chủ, đang chờ ở dưới núi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chính là ông trời tác hợp cho. Đồng Linh Ngọc không chút do dự nói, vậy cho phép. Cung chủ cực kỳ tùy ý công nhận việc này, quả nhiên như Đồng Linh Ngọc đoán, không có ý gặp Tần Tang cùng Lưu Ly. Thần sắc Đồng Linh Ngọc giật mình, đáp, rõ. Nàng khẽ cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thi lễ một cái, quay người đi xuống chân núi. Bên trong vách núi, phía sau ngọc bích thanh tịnh vô hạ, đúng là có một hang đá đơn sơ có thể xưng là nghèo khổ. Trong hang đá phiêu đãng sương mù màu trắng, mang theo hàn ý cực kỳ đáng sợ, tu sĩ tu vi hơi thấp tiến vào trong sẽ bị đông cứng. Dưới tầng tầng sương mù là một tòa hàn đàm. Phía trên hàn đàm lại có một quan tài băng lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, bị hàn vụ bao khỏa. Trong quan tài băng nằm một nam tử, hàn vụ lượn lờ. Từng tia từng sợi thấm vào băng quan, trên băng quan tồn tại vô số phù văn trong suốt, có chút lấp lóe, bất quá mắt thường không dễ phân biệt. Những phù văn này cực kỳ kỳ lạ, băng quan càng tản ra một loại ba động kỳ dị, phảng phất cả người bên trong hòa làm một thể với thiên địa. Người này mặc một bộ bạch bào, đầu đội ngọc quan, tướng mạo đường đường, dù chỉ nằm trong quan tài băng, như là một người chết, lại mang theo một cỗ uy nghiêm khó nói lên lời, khiến người ta sinh ra tâm cúng bái. Y phi thường trẻ tuổi, lại có một loại khí tức mục nát, làn da bên ngoài cực kỳ tái nhợt. Y chính là cung chủ Huyền Thiên Cung là Ân Trường Sinh. Nếu để người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng sau ngọc bích, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình, khó có thể tưởng tượng cung chủ lại nằm trong quan tài băng. Trong sát na, Đồng Linh Ngọc quay người rời đi. Mi mắt Ân Trường Sinh hơi rung động, bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai con ngươi phảng phất huyền băng điêu khắc thành, con ngươi màu đen gần như biến mất, sau đó chậm rãi nhắm lại. Theo Đồng Linh Ngọc đi xuống Lăng Tiêu Phong, Tần Tang nhớ tới lời mời của Hỗn Ma lão nhân, nói bóng nói gió hỏi vài câu, nhìn ra Đồng Linh Ngọc cũng không được mời. Vậy có chút ý vị sâu xa. Bất quá, thánh địa một năm sau mới mở ra. Ngày nay hắn muốn chuyên tâm tiến vào thánh địa, chuẩn bị tư cách tranh đoạt tẩy thân trì, chuyện cần làm còn có không ít, không thể phân tâm, nên để việc này qua một bên. Tần Tang và Lưu Ly cũng không ở tại Nguyên Cực Điện quá lâu, Tần Tang và Giang Điện Chủ ước định về sau lại đến bái phỏng, sau đó trở về Thính Tuyết Lâu. Đại điển đang chuẩn bị khua chiêng gõ trống, Tần Tang và Lưu Ly không có yêu cầu đặc thù gì, hoàn toàn buông tay cho Sư Tuyết làm. Tần Tang vẫn tĩnh tu trong tòa tiểu lâu kia. Mặc kệ bên ngoài bận rộn thế nào, hắn vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, phong bế động phủ.
vỗ nhẹ túi linh thú. Hỏa Ngọc Ngô Công từ đó bay ra. Lúc trước nó được sử dụng cho Tam Linh Bàn Vương trận, Hỏa Ngọc Ngô Công uể oải thật lâu. Mấy năm gần đây mới khôi phục nguyên khí, lại lần lượt ăn đan dược Tần Tang lấy được, tu vi đã là đệ tam biến đỉnh phong. Tiếp theo, Tần Tang lại gọi ra Thiên Mục Điệp. Nhìn hai đứa chơi đùa, Tần Tang lộ ra vẻ trầm tư. Lúc trước hắn một mực suy nghĩ là hiện tại giúp Thiên Mục Điệp thăng linh hay là để nó chậm rãi tu luyện. Sau khi tự đột phá đệ tứ biến trung kỳ lại giúp đỡ nó thăng linh, nhất cử đẩy nó tới đệ tứ biến hậu kỳ. Cảnh giới càng cao, tu luyện càng khó. Như vậy mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất của thăng linh tế. Đối với Thiên Mục Điệp, Tần Tang mong đợi cực lớn, tương lai đột phá nguyên anh hậu kỳ, thậm chí hóa thần kỳ, đều cần nó trợ chút sức lực. Vì thế, hắn tình nguyện chờ lâu mấy trăm năm. Bất quá, hiện tại Tần Tang lại có khuynh hướng để nó thăng linh. Một là cảnh giới càng cao, tỷ lệ thăng linh thất bại càng cao, đợi đến về sau ích lợi lớn, phong hiểm cũng lớn, chưa chắc là chuyện tốt. Thứ hai cũng là bị lời nói Lưu Ly làm ảnh hưởng. Sư phụ Lưu Ly chính là đại tu sĩ, lại tu luyện băng phách thần quang, thực lực mạnh có thể tưởng tượng. Tu vi Tần Tang cao hơn Lưu Ly một cảnh giới, vẫn bị nàng làm giật nảy mình, mà lúc đó băng phách thần quang của nàng còn chưa đại thành, có thể thấy được môn thần thông này đáng sợ cỡ nào. Sư phụ nàng thực lực mạnh như vậy, lại e ngại cung chủ không dám trở về Huyền Thiên Cung, tình nguyện bị nhốt ở Tử Vi Cung mấy trăm năm, cũng không cầu viện Huyền Thiên Cung. Tần Tang rất khó tưởng tượng tu vi Ân Trường Sinh thế nào, chẳng lẽ là nửa bước hóa thần trong truyền thuyết thật tồn tại sao? Hoặc là, trong tay cung chủ còn có một linh bảo, hay là có thủ đoạn cường đại, khiến Băng Diêu e ngại. Đối mặt Ân Trường Sinh, Thái Dương Thần Thụ chỉ sợ không thể mang đến nhiều ưu thế. Tần Tang tận lực phòng ngừa xảy ra xung đột với Ân Trường Sinh, nhưng vẫn phải chuẩn bị. Trong đấu pháp cấp bậc đại tu sĩ, Thiên Mục Điệp chỉ có thể dùng để cảnh báo, thần thông Thiên Mục đã không thể thần không biết quỷ không hay thăm dò đối phương. Đột phá đệ tứ biến trung kỳ, có lẽ giấu giếm được linh giác đại tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2036, Phá Cảnh Thượng. Âm Minh Thổ, Nguyên Âm Thủy, Thất Thải Quả, trước mặt Tần Tang bày đầy các loại linh vật, bố trí thăng linh tế, cần phải luyện chế một tòa tế đàn, Âm Minh Thổ và Nguyên Âm Thủy là hai linh tài hạch tâm, không thể thiếu. Phối hợp Thất Thải Quả mới có thể kích phát hiệu quả kỳ diệu. Phương pháp luyện chế tế đàn khá giống như luyện khí, không thể làm khó Tần Tang. Hắn thôi diễn phương pháp luyện chế tế đàn trong đầu trước một lần. Vì lo lắng cửu u ma hỏa quá bá đạo, ảnh hưởng đến hiệu quả của tế đàn, Tần Tang chuẩn bị chỉ dùng anh hỏa. Hai tay của hắn đặt trên gối, lòng bàn tay hướng lên trời, anh hỏa phiêu đãng mà ra, bay lên trước mặt hắn hội tụ thành một đoàn. Ánh mắt đảo qua các linh vật, không thấy Tần Tang có động tác gì, một linh vật hình dạng như rễ cây tự hành bay lên, rơi vào bên trong anh hỏa. Trong khoảnh khắc, vật này bị anh hỏa nuốt hết. Bị anh hỏa thiêu đốt, vật này không hòa tan, hóa thành tro tàn, mà phảng phất như bị đốt đi tạp chất, tẩy luyện chỉ còn tinh hoa, trở nên cứng như kim thiết, dựng thành khung của tế đàn. Cùng lúc đó, Tần Tang liên tiếp dùng các linh vật còn lại, một số bị luyện thành linh dịch, hoặc bị đốt thành bột phấn, không ngừng dung nhập vào trong khung tế đàn. Theo động tác của Tần Tang, khung tế đàn lóe lên các loại hào quang khác nhau, mỗi một lần lấp lóe, liền đại biểu phù văn mới sinh ra, bản chất phát sinh cải biến. Thời gian chuyển rời, khung tế đàn đã luyện thành, Tần Tang hơi chút điều tức, sau đó tiếp tục luyện chế các phần còn lại. Trước mặt Tần Tang một tòa tế đàn dần dần thành hình, tế đàn hình dạng như nghiên mực, toàn thân màu đen huyền, nhìn không chút thu hút. Phừng phừng, anh hỏa tiếp tục luyện chế tế đàn. Từ trên thái dương của Tần Tang mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, chân nguyên tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn không hề hay biết, vì lúc này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn chằm chằm nhìn tế đàn đang không ngừng xoay tròn, mưu cầu thấy rõ mỗi một tia biến hóa. Rốt cục, thời cơ đã đến. Vèo, một khối âm minh thổ bay lên giữa không trung, chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn, khối âm minh thổ ứng thanh vỡ nát, biến thành một đám bột xám. Lúc này Tần Tang đã nhất tâm nhị dụng, một bên luyện chế tế đàn, một bên liên lục biến đổi thủ ấn, đánh các loại phù văn vào trong âm minh thổ. Âm minh thổ nhanh chóng biến hóa nhìn hơi kỳ lạ,
Đám bột xám bắt đầu lấp lóe bạch quang, phảng phất biến thành từng hạt hào quang cực kỳ nhỏ bé, tỏa sáng rạng rỡ. Đi! Tần Tang vung tay lên, âm minh thổ như một quang hà, chảy nhập vào tế đàn, im lặng hòa tan. Mỗi một chỗ trên tế đàn đều được âm minh thổ dung nhập vào. Tiếp theo, Tần Tang tiếp tục dẫn động một giọt nguyên âm thủy. Giọt nguyên âm thủy lơ lửng trong lòng bàn tay của Tần Tang như một viên trân châu, bên trong ẩn hiện một vòng xoáy nhỏ bé. Hắn bấm tay gảy nhẹ, nguyên âm thủy rơi xuống tế đàn, chậm rãi hòa tan. Lúc này, mắt thường có thể nhìn thấy một dòng nước nhỏ bé đang dọc theo đường vân tế đàn lan tràn khắp nơi, chạm đến âm minh thổ. Lại sinh ra biến hóa mới, đủ loại phù văn giao hội, mặt bên ngoài tế đàn phác họa ra một đồ án cực kỳ huyền diệu. Một khắc trước vẫn còn hình dạng đại địa sông núi, sau một khắc sau liền xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện. Đủ loại dị tượng thành hình, đều có từng đạo trùng ảnh như ẩn như hiện. Tế đàn phảng phất như sống lại, phóng tỏa hào quang, chiếu sáng toàn bộ động phủ. Tần Tang chậm rãi thu hồi anh hỏa, đôi mày hơi nhíu, ngưng mắt nhìn tế đàn. Không bao lâu, hào quang trên tế đàn tiêu tán, lẳng lặng rơi vào trong lòng bàn tay của Tần Tang, hắn thôi động thần thức. Cẩn thận đảo qua xem xét, xác định không có chút sơ hở nào, sau đó hắn tiếp tục động thủ, cẩn thận luyện thành thêm hai tòa tế đàn. Qua một hồi lâu, Tần Tang vận công điều tức, điều chỉnh tốt trạng thái, mang theo tế đàn và linh trùng, lặng yên rời khỏi thính tuyết. Lâu, theo mộ cốc chủ nói, lúc linh trùng thăng linh, động tĩnh rất lớn, bọn họ còn phải vận dụng đại trận hộ tông che lấp. Phụ cận thính tuyết lâu, tu tiên giả rất nhiều, Tần Tang phi độn một hồi, trực tiếp bay ra biển, lúc trước hắn đã nhìn trúng một hòn đảo. Đảo này gần lãnh thổ yêu tộc, tu sĩ không dám lưu lại nơi này, tu sĩ tu luyện trên đảo bị ép phải bỏ động phủ, trốn về đại lục. Đảo này đã bị một đám yêu thú chiếm cứ, trương khí mù mịt. Tần Tang thanh lý hết đám yêu thú, gọi thân ngoại hóa thân ra cảnh giới, sau đó bay đến một ngọn núi cao nhất tại trung tâm hòn đảo, bắt đầu công việc lu bù lên. Toàn bộ hòn đảo linh khí nơi đây nồng đậm nhất, đầu nguồn linh mạch xuất phát từ chỗ này. Không bao lâu, Tần Tang chuẩn bị xong linh trận cần thiết khi thi triển thăng linh tế, đưa tay điểm một chỉ, một tòa tế đàn bay thẳng đến trận nhãn. Không trung trên trận nhãn, tế đàn bắn tỏa hào quang bốn phía, hình thể tăng vọt, trong chớp mắt biến thành một đài cao cự đại, rơi xuống mặt đất. Ầm, ngọn núi vì đó chấn động. Tần Tang lướt lên tế đàn, ngắm nhìn bốn phía, gật đầu hài lòng, vỗ linh thú đại, gọi Hỏa Ngọc Ngô Công ra. Có thể phá cảnh hay không, còn phải xem vận mệnh của ngươi. Tần Tang khẽ vuốt Hỏa Ngọc Ngô Công, thì thào nói. Hỏa Ngọc Ngô Công nhẹ nhàng cọ sát ngón tay Tần Tang, dưới sự thúc giục của Tần Tang, ngàn chân tề động, hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào chính giữa tế đàn, nằm nguyên bất động. Linh trí của nó không cao, còn rất ngây thơ, không rõ chủ nhân muốn làm gì nó. Tần Tang ngẩng đầu nhìn bầu trời, đợi thêm một canh giờ, đến khi sắc trời hoàn toàn chuyển đen, nguyệt quang lên cao. Tiếp đó, Tần Tang khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, nếm thử câu thông Hỏa Ngọc Ngô Công. Con linh trùng này không phải linh trùng bản mệnh của hắn, liên kết giữa hai bên luôn tồn tại một tầng ngăn cách, không thân cận bằng thiên mục điệp. Từ lúc Hỏa Ngọc Ngô Công phục dụng linh quả, linh tính rõ ràng đề cao hơn trước nhiều, có thể bắt đầu. Tần Tang bóp nát thất thải quả, đút chất lỏng cho Hỏa Ngọc Ngô Công, đồng thời mở đại trận ra, thôi động tế đàn. Sau khi Hỏa Ngọc Ngô Công phục dụng thất thải quả, thân thể sụi lơ, tựa như bị say, lung la lung lay. Bất quá, Tần Tang cảm giác được, ý thức của nó thanh tịnh trước nay chưa từng có. Ông, tế đàn chấn động, kỳ quang trùng thiên. Xung quanh Hỏa Ngọc Ngô Công, kỳ quang huyễn hóa thành hình dạng bát ngọc, cực kỳ huyền diệu. Cùng lúc đó, hoàn cảnh xung quanh cũng bị lực lượng tế đàn dẫn động. Gió chợt nổi lên, trên bầu trời dần kéo mây đen, ẩn ẩn truyền đến âm thanh sấm sét. Cuồng phong càn quét hòn đảo nhỏ, cỏ cây gãy đổ, một mảnh hỗn độn. Đây cũng không phải gió biển, mà do linh khí bị tế đàn dẫn động tạo thành thiên tượng, linh khí liên tục vọt tới không ngừng, hội tụ đến tế đàn. Tế đàn càng ngày càng tỏa sáng hào quang lóa mắt. Ngân nguyệt cũng tỏa sáng rực rỡ, phảng phất như có thể đưa tay hái đi. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2037, phá cảnh hạ.
Gió mát ánh trăng rơi xuống, cùng linh khí đồng thời hội tụ tiến vào bát ngọc, trong bát ngọc quang mang như nước, hơi dập dờn. Tầm mắt hắn rơi vào phù văn lấp lóe ngoài tế đàn, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, những phù văn này liền thành một khối, phù hợp tự nhiên, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thần văn vu tộc. Không chỉ như thế, phù văn hiển hiện, hư ảnh vốn như linh trùng càng ngày càng rõ ràng, bọn chúng tựa như nữ tế tự vu tộc ở Dực Hủy trại kia, nhảy múa trên tế đài. Cho dù những hư ảnh không chân thực, hình thù kỳ quái, lại tràn ngập mỹ cảm kỳ dị, huyền diệu vô tận. Đúng lúc này, Tần Tang cảm giác được ý thức Hỏa Ngọc Ngô Công bắt đầu xuất hiện cảm giác hoảng hốt, không dám phân tâm xem nữa, tâm thần chìm vào thể nội Hỏa Ngọc Ngô Công, trấn an nó. Do tế đàn ảnh hưởng, ánh trăng và linh khí hóa thành nước trong bát ngọc, cực kỳ tinh khiết, dần dần tràn đầy, vượt qua thân thể Hỏa Ngọc Ngô Công, nhấn chìm nó. Trong quá trình này, Hỏa Ngọc Ngô Công bị kích phát ra tiềm lực, hấp thu đồng thời tiếp nhận những năng lượng bên trong nước này, khí tức tăng lên. Những năng lượng này có lợi có hại, chúng tràn vào thể nội Hỏa Ngọc Ngô Công, cũng xung kích ý thức nó, đồng thời mang đến thống khổ khó nói lên lời. Lấy cảnh giới Hỏa Ngọc Ngô Công sẽ không dễ mê thất như thế, nhưng những năng lượng này quá to lớn, có thể giúp nó xông phá bình cảnh. Mặt khác, tiềm lực nó bị cưỡng ép kích phát cũng sẽ ảnh hưởng bản thân. Nếu như là bản mệnh linh trùng, Tần Tang có đủ loại biện pháp để trợ giúp Hỏa Ngọc Ngô Công, nhưng lúc này có thể cung cấp trợ giúp cho nó lại có hạn. Hắn toàn lực thôi động tế đàn, tận lực để lực lượng trong bát ngọc nhu hòa, đồng thời trấn an và kêu gọi Hỏa Ngọc Ngô Công để tránh ý thức nó tan rã. Theo thời gian chuyển rời, khí tức Hỏa Ngọc Ngô Công càng ngày càng mạnh, vững bước hướng đến đệ tứ biến. Thế nhưng biểu lộ Tần Tang trở nên cực kỳ nghiêm túc, bởi vì ý thức Hỏa Ngọc Ngô Công càng ngày càng mơ hồ. Nếu không phải nó đã dùng qua vạn linh quả, hiện tại đã không kiên trì nổi rồi. Tần Tang có thể cảm giác được ý chí Hỏa Ngọc Ngô Công bất khuất, nó đang liều mạng kiên trì, sâu kiến cũng có ý thức, đây là bản năng, huống chi linh trùng. Thân thể nó cuộn thành một đoàn, tỏa ra hồng quang nồng đậm, tựa hồ thân thể đang bành trướng, tràn đầy vẻ không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, tâm thần căng cứng. Hắn có chút do dự, mạo hiểm để cho Hỏa Ngọc Ngô Công giữ vững được một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng thiên ý khó trái. Được rồi, Tần Tang than nhẹ một tiếng, cưỡng ép gián đoạn thăng linh tế. Bát ngọc vỡ vụn, lực lượng bên trong ầm vang bạo tán, nổ nát tế đàn phía dưới. Tần Tang thì tại một khắc cuối cùng nắm Hỏa Ngọc Ngô Công lên, xuất hiện ở hư không phía xa. Hỏa Ngọc Ngô Công bám chặt ngón tay Tần Tang, phát ra một tiếng gào thét, tiếng kêu vô cùng suy yếu, lại mang theo nồng đậm không cam lòng. Mặc dù không thể phá cảnh, ngươi cũng thu được không ít chỗ tốt, xem như một lần kỳ ngộ. Xem như cơ duyên chưa tới, về sau sẽ tìm cơ hội khác. Tần Tang truyền qua ý thức, trấn an Hỏa Ngọc Ngô Công. Đây cũng không phải là nói ngoa, thăng linh tế cho dù thất bại, trong quá trình kích phát tiềm lực, xung kích bình cảnh, cũng mang đến ích lợi nhất định cho linh trùng. Hỏa Ngọc Ngô Công tựa hồ nghe hiểu, thân thể dần dần thả lỏng, ngủ thật say. Tần Tang thu nó vào túi linh thú, nhìn xung quanh đảo, phát hiện gợn sóng cuồn cuộn, bốn phương tám hướng đều có hình bóng yêu thú hiển hiện, đều là bị dị tượng vừa rồi hấp dẫn tới. Bất quá, những yêu thú này không dám tới sát hòn đảo, bởi vì thân ngoại hóa thân tỏa ra khí tức nguyên anh, làm chúng theo bản năng sợ hãi. Tần Tang nhanh chóng xóa sạch dấu vết, thu hồi thân ngoại hóa thân, nghênh ngang rời đi. Đi tới một hòn đảo linh khí dồi dào khác, Tần Tang bắt chước làm theo, bố trí tòa tế đàn thứ hai, gọi ra thiên mục điệp mà không phải bằng tằm. Vừa rồi trong quá trình thăng linh, Tần Tang có chỗ minh ngộ. Bằng tằm còn không bằng Hỏa Ngọc Ngô Công, không phải linh trùng của hắn, hắn gần như không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cũng không khống chế tinh chuẩn được, thời gian bằng tằm kiên trì có hạn, không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Mặt khác, Tần Tang lo lắng, ý thức nó bị xung kích, sẽ ảnh hưởng đến Echo. Lần này Echo chuyển biến tốt đẹp, bằng tằm đóng vai trò phi thường trọng yếu. Do đó, Tần Tang quyết định từ bỏ bằng tằm thăng linh. Hắn khô tọa hơn một canh giờ, đỉnh, hội được mất vừa rồi, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, sau đó gọi ra thiên mục điệp. Phải xem ngươi, ánh mắt Tần Tang yêu thương, nhẹ giọng nói thầm, trong lòng lại có vẻ khẩn trương. Cơ hội thăng linh chỉ có một lần, thiên mục điệp còn không phải đệ tứ biến sơ kỳ đỉnh phong, kỳ thật có chút miễn cưỡng. Ưu thế của nó là từng ăn hai quả vạn linh quả,
linh tính vượt xa đồng loại. Đã từng trải qua hai lần lột xác, dung hợp thanh loan lôi lực, không thể dùng hai chữ linh trùng đơn giản để đánh giá. Tần Tăng tu luyện chính là bí thuật vu tộc chính thống, tỷ lệ so với tu sĩ bách hoa cốc lớn hơn một chút. Thiên mục điệp bay đến trước mặt Tần Tăng, cánh nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, giống như đảo ngược trấn an chủ nhân, tiếp đó rơi vào chính giữa tế đàn, dựng lên hai cánh. Tần Tăng hít sâu một hơi, không chần chừ nữa, đút cho nó một quả, thôi động tế đàn. Mỗi một bước đều phi thường thuận lợi. Nước trong bát ngọc, ngưng tụ tốc độ chậm hơn khi nãy nhiều, bởi vì tốc độ thiên mục điệp hấp thu vượt xa hỏa ngọc ngô công. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, ba động ý thức thiên mục điệp bắt đầu chập trùng. Tâm thần hắn căng thẳng, vội vàng thi triển bí thuật vu tộc, toàn lực tương trợ. Khí tức thiên mục điệp liên tục tăng lên, tình thế khả quan. Rất nhanh, cảnh giới thiên mục điệp bị đẩy tới đệ tứ biến sơ kỳ đỉnh phong. Đây là kết quả tiềm lực kích phát cùng linh lực quán trú, chỉ là tạm thời, nếu như không xông phá bình cảnh, sẽ hạ xuống. Giờ phút này, thiên mục điệp còn thành thạo điêu luyện, chưa tới cực hạn. Nhưng tiếp theo mới là khẩn yếu nhất, chỗ phá cảnh bị xung kích, khẳng định không phải trước đó có thể so sánh. Soạt, bên trong bát ngọc tạo nên một vòng gợn sóng, thiên mục điệp khẽ run cánh, bắt đầu xông quan. Tần Tăng sử dụng tất cả bí thuật hắn có, dốc sức tương trợ, lại không cách nào ngăn cản ý thức thiên mục điệp đang trượt xuống vực sâu, nó chịu, đựng xung kích không phải hỏa ngọc ngô công có thể so sánh. Thân thể nó run rẩy, cánh chặt chẽ khép lại. Tần Tăng có thể cảm nhận sâu được nó chịu đựng thống khổ. Nó giống như hỏa ngọc ngô công, ý thức cho dù hoảng hốt, vẫn tràn ngập kiên định và bất khuất. Thế nhưng cái này không cách nào giúp nó đột phá. Một đoạn thời gian trôi qua, trạng thái thiên mục điệp dần dần chuyển biến xấu, nhưng thủy chung không có dấu hiệu đột phá, trong lòng hắn không khỏi có mấy phần lo lắng. Hắn chẳng biết lúc nào đã mở to mắt, nhìn chằm chằm thiên mục điệp trong bát ngọc, hắn đã có thể làm toàn bộ, hiện tại hắn như là một sợi dây thừng, kéo ý thức thiên mục điệp, điên cuồng kêu gọi nó. Hắn không thể để căn cơ thiên mục điệp bị hao tổn, một khi đến cực hạn, bất kể kết quả gì, đều phải đình chỉ. Ánh mắt hắn dần dần ảm đạm, thiên mục điệp sắp tới cực hạn, vẫn không thấy ánh sáng ban mai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hai cánh thiên mục điệp đột nhiên mở ra. Không biết có phải do ảo giác hay không, thiên mục trên cánh hình như nháy một cái. Rắc, bát ngọc đột nhiên bị một đạo thiểm điện chiếu sáng. Cảm giác được thiểm điện, trong nháy mắt Tần Tăng lại có một cảm giác sợ hãi xuất từ bản năng. Tia chớp này chứa đựng chân ý kiếp lôi, mà lại mạnh hơn trước, càng lộ vẻ chân thật. Đây là thiên uy, lại xuất hiện trên thân một bươm bướm nho nhỏ. Đây là... Sắc mặt hắn vui mừng. Bỗng thấy đạo kiếp lôi kia tản ra trong bát ngọc, vô số tia điện du tẩu trong nước. Sau một khắc, kiếp lôi đột nhiên bị thiên mục điệp thu vào thể nội, nước trong bát lại phảng phất như gặp phải cái phễu. Thiên mục điệp như cá voi hút nước, trong nháy mắt hút khô bát ngọc. Ầm ầm, không trung vang dội sấm sét, cùng kiếp lôi tương hòa, bát ngọc và tế đàn cùng lúc sụp đổ. Thiên mục điệp kéo theo đuôi phượng thật dài, vỗ cánh bay lên, giống khí tức trên thân nó, phi tốc kéo lên, tứ biến trung kỳ. Các bạn đang nghe chuyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2038, Đại Hôn Thượng. Động phủ, trước mặt hắn, thân ngoại hóa thân ngồi xếp bằng đối mặt. Thái Dương thần thụ lơ lửng giữa hai người, thần điểu ngẩng đầu vểnh đuôi, khí tức Nam Minh Ly hỏa hiện lên, quang mang hỏa diễm chiếu sáng mặt bọn hắn. Tần Tăng và thân ngoại hóa thân đều nhắm mắt lại. Cả hai duy trì loại trạng thái này đã hơn một tháng. Lúc này, khí tức thân ngoại hóa thân đã đuổi theo Tần Tăng, cảnh giới nghiễm nhiên là nguyên anh trung kỳ kinh người, không lùi mà tiến tới, phản siêu lúc là phù khôi. Nguyên thần thứ hai luyện hóa hồn ảnh thể nội chiếm đa phần công lao. Một phần là nhờ công lao lưu ly, Tần Tăng mượn nàng một ít băng phách cương ngọc, sau khi hấp thu, thực lực cấp tốc tăng lên tới cùng cảnh giới. Tần Tăng biết được, nhiều năm trước lưu ly mặc dù đột phá thất bại, lại lấy ý chí kiên cường, chống cự lạc ấn tà công ảnh hưởng, luyện thành môn băng phách thần quang. Những băng phách cương ngọc này tác dụng không lớn với nàng, cho nên Tần Tăng mới dễ dàng mượn như vậy. Lúc trước, băng diêu đạt được số lượng băng phách cương ngọc khá nhiều, nhưng không giàu có như Thanh Dương Ma Tông, trên toàn bộ thần cương phong tràn đầy thanh dương cương ngọc, dùng mãi không cạn.
toàn bộ băng phách cương ngọc đều bị băng diêu đào đi, lưu cho Lưu Ly số lượng cũng không nhiều. Băng phách cương ngọc đã theo băng diêu phi thăng, dùng hết cũng chỉ có thể đi nơi khác tìm. Hỗ trợ Tần Tang cũng tương đương với ủng hộ chính nàng, Lưu Ly không nói hai lời lấy băng phách cương anh còn lại ra cho hắn. Thể nội thân ngoại hóa thân còn có một phần nhỏ hồn ảnh chưa bị luyện hóa. Tần Tang đoán chừng, cho dù luyện hóa toàn bộ, cũng không có hy vọng đột phá nguyên anh hậu kỳ, trừ phi diễn đạo thụ còn có thể mang đến cho hắn vui mừng ngoài ý. Muốn, bất quá, lấy tu vi Tần Tang hiện tại, có được một bộ thân ngoại hóa thân nguyên anh trung kỳ tuyệt đối người khác khó có thể tưởng tượng. Huống chi còn có thần thông huyền diệu có thể để cho chủ thân phục sinh. Hiện tại hắn muốn làm là trợ giúp thân ngoại hóa thân tế luyện Thái Dương thần thụ. Theo Tần Tang, công dụng khác của thân ngoại hóa thân là cung cấp cho hắn thêm hai lần dùng Thái Dương thần thụ. Thái Dương thần thụ chỉ có thể dùng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không phải là linh bảo. Không cần thiết nhận chủ hoặc là thông bảo quyết, chính là loại thao túng đơn giản thô bạo, thân ngoại hóa thân cũng có thể ngự sử. Bất quá, một khắc thân ngoại hóa thân luyện thành trở đi, bọn hắn đã đạp vào hai con đường hoàn toàn khác nhau. Sau khi luyện thành thân ngoại hóa thân, Tần Tang lại có phát hiện mới. Thân ngoại hóa thân không cần phải tu luyện bản Hàn Minh Quy Âm. Bởi vì yêu cầu duy trì trạng thái hư anh thân ngoại hóa thân, giảm xuống tỷ lệ thân ngoại hóa thân phản bội. Môn công pháp này về mặt tu luyện có chút bình thường, thân ngoại hóa thân chỉ có thể luyện hóa hàn lực, chậm chạp tăng cao tu vi, chính là lợi hại đi theo. Tần Tang có thể để cho thân ngoại hóa thân cải tu những công pháp khác. Đại giới chính là thủ tiêu trạng thái hư anh, chuyển hóa làm thực anh, mặc dù không ảnh hưởng đến phục sinh, nhưng sẽ dẫn đến chủ thân khống chế hóa thân bị suy yếu. Đây là thân ngoại hóa thân, bệnh chung của loại hình bí thuật nguyên anh thứ hai. Phật Ngọc tương trợ, Tần Tang khống chế hóa thân vượt xa người thường, chỉ cần chú ý, đừng cho tu vi hóa thân vượt qua bản thể quá nhiều. Thân ngoại hóa thân nhất thiết phải chọn tu công pháp băng hàn. Huyền Thiên Cung không thiếu loại công pháp này, bất quá Tần Tang không rõ công pháp thích hợp với nó, tạm thời không có tinh lực tuyển chọn tỉ mỉ, nên vẫn duy trì nguyên trạng. Đạo khác biệt, đa phần pháp bảo cùng bí thuật. Tần Tang, thân ngoại hóa thân cho dù miễn cưỡng thi triển, cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Tính đi tính lại, ngoại trừ Thái Dương thần thụ, thích hợp nhất là Kim Trầm kiếm cùng Thanh Trúc kiếm kinh. Thân ngoại hóa thân còn không có pháp bảo tiện tay, chủ thân ngự hỏa, hóa thân ngự kiếm, phân công rõ ràng. Tăng thêm trong Hàn Minh Quy Âm ghi chép mấy môn thần thông, thân ngoại hóa thân đã có thực lực không tầm thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, động phủ yên tĩnh bị xúc động. Có người ở bên ngoài xúc động cấm chế, cung kính nói, tiền bối, giờ lành sắp tới. Tần Tang mở to mắt, thu hồi hóa thân cùng Thái Dương thần thụ, trên thân chợt lóe vầng sáng, đổi lại một bộ trang phục mới, mở ra trận pháp. Thính Tuyết Lâu, chủ phong, ngoại giới vào ngày rét đông, mặt đất bao phủ trong làn áo bạc. Thính Tuyết Lâu lại ấm áp như xuân, cẩm tú đỏ rực, vui mừng náo nhiệt. Từng đội đệ tử bước đi vội vàng, xuyên qua từng cây ngọc cầu, giữa đại điện đều bận rộn vì sắp đến đại điển. Đa phần đệ tử hồng quang đầy mặt, nhưng cũng có một phần ánh mắt ảm đạm, biểu lộ ngốc trệ, trong đó lại có mấy nữ đệ tử. Một ngày này rốt cuộc đã tới, tổ sư Lưu Ly tổ chức đại điển đạo lữ với nam nhân khác, mà chuẩn bị tỉ mỉ đại điển này đều là tự tay bọn họ làm. Trời chiều rơi về phía tây, trên núi Thính Tuyết Lâu khoác lên một tầng ánh vàng. Tần Tang ngồi ngay ngắn ở động phủ, nhìn các đệ tử Thính Tuyết Lâu bận rộn ngoài điện, tầm mắt nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú sắc trời dần dần tối xuống. Sau một lát, lại có chút hoảng hốt. Phàm nhân, thành thân là đại sự trọng yếu nhất trong cuộc đời một người, hôm nay lại biến thành một buổi giao dịch. Quy củ Huyền Thiên Cung có chút kỳ lạ, đại điển đạo lữ chọn tổ chức ban đêm, phối hợp khoa nghi trọng yếu nhất. Dùng để cầu phúc đăng nghi, chư núi Thính Tuyết Lâu. Lúc này treo đầy đèn lồng quấn giấy đỏ, số lượng khó mà tính toán, một khi toàn bộ thắp sáng, tất nhiên hào quang huy hoàng. Sắc trời chưa tối mờ, tim đèn chưa đốt lên. Bất quá, trách nhiệm các đệ tử điều khiển đèn đã vào chỗ, thường cách một khoảng là có một người, ở phía tây đã chuẩn bị đèn đuốc, y pháp an trí, hào quang lửa đốt, mãi mãi dùng sáng tỏ. Một thời khắc này, trên dưới Thính Tuyết Lâu yên tĩnh dị thường, vô số ánh mắt tập trung vào trời chiều chậm rãi hạ xuống, trong lòng tính nhẩm thời gian. Đêm tối hàng lâm, trăng sao treo cao. Đêm nay vốn có mưa tuyết, nhưng Thính Tuyết Lâu đã sớm bày xuống đại trận,
xua tan thủy khí, nơi đây tinh không vẫn trong sáng. Đông, chợt một tiếng chuông vang phá vỡ hết thảy tĩnh mịch. Trái tim chúng đệ tử mãnh liệt nhảy lên, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ phong, lộ ra vẻ chờ mong. Đông, đông, tiếng chuông không nhanh không chậm, cho đến khi tấu hết 9 tiếng, danh chấn hoàn vũ, dưới con mắt mọi người. Trên đỉnh núi chính, một vị nữ quan mặc áo đỏ thẫm tơ vàng bước lên hư không, chính là Sư Tuyết. Nàng chính là trưởng tọa Thính Tuyết Lâu, tự dẫn hôn lễ lần này. Bộ pháp nàng trầm ổn, đi trong hư không như dẫm trên đất bằng, đi tới chỗ cao trăm trượng, bước chân đứng vững, phất trần hất lên, mây sinh sương mù, tiên khí mịt mờ. Mây mù hội tụ, ngưng thành cao đàn. Lúc này, một đội đệ tử nâng lư hương khay ngọc, chỉnh tề bay lên giữa không trung, dâng lên 5 loại hương, hoa, đèn, nước, quả. Hương là thiên hương, hoa là càn khôn hợp hòa hoa, đèn là hồng loan đăng, nước là nguyệt hoa quỳnh tương, quả là tiên đào vạn năm. Đệ tử chỉnh tề dọn xong vật cúng, nhanh nhẹn trở về. Sư Tuyết đi tới cao đàn, thắp hương thành bái, ngâm kệ tán tụng, bước cương đạp đấu, miệng tụng huyền kinh, phiêu phiêu nhược tiên. Trên dưới Thính Tuyết Lâu, toàn bộ ánh mắt tập trung trên thân Sư Tuyết. Nhất là những đệ tử hầu đèn kia, càng thần tình nghiêm, túc, không dám buông lỏng chút nào. Sư Tuyết tụng kinh xong, lại đốt hương bái. Toàn bộ người hầu đèn giống như đạt được một loại tín hiệu nào đó, đồng loạt nâng lên thủ trưởng, lòng bàn tay nhiều ra một chiếc linh đăng, ngọn lửa cháy lên, chiếu sáng rạng rỡ. Đi! Một nữ đệ tử khoảng mười mấy tuổi vẻ mặt khẩn trương, dùng một tay khác cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành ấn quyết, nhẹ nhàng ấn về phía linh đăng. Bỗng thấy ngọn lửa linh đăng run lên, đột nhiên phân hóa ra trăm đầu hỏa xà, như thiên nữ tán hoa bắn về bốn phía, không nghiêng lệch rơi vào đèn lồng, nhóm lửa từng tim đèn lên. Nữ đệ tử quét nhìn một vòng, thấy không có sơ suất gì, tâm trạng buông lỏng, chợt thân sắc nghiêm nghị, bởi vì chức trách bọn họ còn chưa kết thúc. Một thoáng qua, vô số cây đèn ở Thính Tuyết Lâu phát sáng, hồng quang diệu thiên. Dưới lửa đèn chiếu rọi, bề ngoài đèn lồng khắc họa đồ án long phượng dường như sống lại, bọn chúng xé rách giấy ra, động tác hơi cứng đờ, có thể nhìn ra là cắt giấy biến thành. Long phượng cũng không cách xa cây đèn, mà là đầu đuôi liên kết, bao quanh cây đèn, cùng nhau bảo vệ, nâng cây đèn chậm rãi bay lên. Những cây đèn này chỉ lên tới trên không cao một trượng, càng thêm sáng rực. Đèn như hỏa thụ, mây khói bích lạc, tiên linh làm bạn. Chư núi Thính Tuyết Lâu nghiễm nhiên biến thành một dòng sông dài đèn lửa. Nhiên đèn uy nghi, công đức tới nặng, trên chiếu chư thiên, dưới chiếu chư địa. Bát phương chín đêm, cũng thấy ánh sáng, hồng loan đang nghỉ. Tên nữ đệ tử kia hoa mắt thần mê, ngơ ngác nhìn thịnh cảnh mỹ lệ trước đây chưa từng gặp, không cách nào tự kiềm chế, suýt nữa quên trách nhiệm của mình, trong mắt khó mà ức chế lộ ra vẻ hâm mộ. Hồng Loan đăng nghi chính là khoa nghi cao nhất Thính Tuyết Lâu, tổ sư Lưu Ly có địa vị bực này mới có tư cách hưởng dụng. Mà nàng này cho dù thành thân, tối đa do sư phụ làm chứng, xử lý hôn lễ hoa lệ hơn phàm nhân một chút, không có khả năng làm cho cả sư môn cùng nhau ăn mừng vì nàng. Lúc này, đứng ở trên không cúi người quan sát lại là một phen cảnh đẹp khác, lấy chủ phong Thính Tuyết Phong làm trung tâm. Hồng Loan đăng nghi chia làm hai bộ đông tây, tây phương hiện lên hình phượng, mỗi một ngọn đèn lửa như là phượng hoàng mưa lửa, chập chờn, giống như lông vũ vũ động, tạo nên tầng tầng sóng ánh sáng. Đông phương thì uốn lượn hẹp dài, hiện ra hình rồng, lân phiến lập lòe, dáng người mạnh mẽ. Sư Tuyết đứng ở vân đàn, bước chân như huyễn, ấn quyết biến đổi liên tiếp. Đột nhiên song song điểm hướng chủ đèn trên vân đàn, đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang. Chủ đèn thắp sáng, như là bị kích hoạt lên trận nhãn. Chủ đèn hội tụ ngàn vạn lửa đèn, hào quang bay thẳng trời cao. Giờ khắc này, không trung tinh hà lay động, lại có ngôi sao cùng Hồng Loan đăng nghi cộng hưởng với nhau, chiếu lấp lánh, có bốn ngôi sao trổ hết tài năng, bộc phát sáng rực. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2039, Đại Hôn Chung. Trong đó một ngôi sao có độ sáng kinh người nhất, vượt qua hạo nguyệt, lấp lánh trong tinh hải. Đây là Hồng Loan Tinh, Hồng Loan Tinh Động, phu thê kết hợp. Đương nhiên, đây cũng không phải thật sự là ngôi sao bị dẫn động, mà là đại trận và Hồng Loan đăng nghi tạo nên dị tượng. Phạm vi ảnh hưởng giới hạn quanh Thính Tuyết Lâu,
ở nơi khác Bắc Hải cũng không nhìn thấy. Ánh sao như chú, rơi vào cửu thiên, cùng chủ đèn giao hội. Sau một lát, trong trời đêm là vô số huyễn cảnh, không hiếm thanh điểu, loan phi, tựa như hồng loan tinh quân hạ phàm chúc phúc. Ánh sao rót vào cây đèn, ảnh hưởng cả tòa hồng loan đăng nghi, đèn sáng lên gấp mấy lần, đăng nghi tạo thành rồng, phượng, lúc nào cũng có thể lướt qua. Giờ khắc này, cho dù cách xa Thính Tuyết lâu cũng có thể nhìn thấy đèn sáng huy hoàng, ánh sao rạng rỡ, chấn động theo. Sư Tuyết lại bái. Bỗng nhiên, một đóa tường mây phiêu nhiên bay tới. Trên mây đứng thẳng hai nữ, một người trong đó chính là La Uyển. Một thanh niên nữ tử khác hẳn là vãn bối của nàng, tu vi vẻn vẹn kim đan hậu kỳ, trên trán ẩn giấu xuân ý, nhưng lúc này không dám làm càn, toàn bộ thu liễm. La Uyển thì không câu nệ như vậy, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười mị hoặc. Một ít đệ tử Thính Tuyết lâu lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Uyển, lúc này hai mắt nhìn đăm đăm, không rời đi nổi. Đúng lúc này, trong núi Thính Tuyết lâu bay ra mấy thân ảnh, từng người khí tức không kém La Uyển, chính là các vị nguyên anh Thính Tuyết lâu, đều gấp gáp trở về tham gia đại điển. Lúc này bọn họ thay mặt Tần Tang và Lưu Ly tiếp đãi tân khách. La đạo hữu, hữu lễ. Một người trong đó trực tiếp đón lấy La Uyển. Ngày đại hỷ của Lưu Ly sư muội không thể không đến, bản cung cũng muốn kiến thức một chút tân lang là nhân vật bậc nào, lại khiến Lưu Ly sư muội chọn làm đạo lữ. La Uyển mỉm cười nói, người kia cười ha ha, đạo hữu an tâm chớ vội, không ngại đi hưởng dụng quỳnh tương tiên chân trước đã, một hồi nhất định có thể xem đủ. Nói xong, một chủ hai tân khách kết bạn bay về hướng Sư Tuyết. Bay đến nửa đường, lại có tân khách đến nhà. Nơi xa tường mây từng cơn, hương xa tiên cầm, khiến người không kịp nhìn. Quý khách doanh môn, cùng khánh thịnh sự. Nguyên anh Thính Tuyết lâu thấy thế lệnh đệ tử Trương La của La Uyển ngồi vào vị trí, xin lỗi, bắt đầu bận túi bụi. La Uyển bay tới trước vân đàn. Nơi đây cảnh sắc đại biến. Quỳnh hương lượn lờ, thụy ai rực rỡ. Các đệ tử Thính Tuyết lâu bận rộn, đi xuyên trong đó. Đệ tử dẫn đường liên tục không ngừng kéo tới vân sàng, lập tức có tiên hạc ngậm bình, hoa mị dâng quả. Đan hà thành bàn, vân ghê thành ghế, chân tu trăm vị, tiên quả quỳnh tương. La Uyển tùy ý ngồi xuống, nhìn Sư Tuyết, đứng trước vân đàn, truyền âm trêu chọc, lão yêu bà, ta xem thường đảm lượng ngươi rồi, dám để cho Lưu Ly sư muội tu luyện môn công pháp kia. Nàng lại nghĩ lầm Lưu Ly tu luyện thần nữ tâm điển, mặc dù không trúng, cũng không quá xa. Sư Tuyết không đếm xỉa tới nàng, bởi vì khách nhân đã ùn ùn kéo đến. Mặc dù Huyền Thiên Cung không mời đạo hữu bên ngoài, nhưng thế lực Huyền Thiên Cung to lớn, các mạch bất kể lớn nhỏ, đều phải đối xử bình đẳng, không thể kém lễ nghi, đón tân khách rất nhiều. Sau một lát, trên không Thính Tuyết lâu nghênh đón tân khách đến, phi thường náo nhiệt, không hiếm thân ảnh Nguyên Anh. Ngày bình thường khó gặp tổ sư Nguyên Anh theo nhau tới như vậy. Người này chúc, đại hỷ, đại hỷ. Người kia nói, chúc mừng, chúc mừng. Trên không chủ phong, đám mây đoá đoá, ngồi đầy tân khách. Không cần thiết câu nệ, mọi người tùy ý ngồi, như là gặp phải người quen, bàn tay chập lại, ghép hai đoàn vân sàng lại, chuyện trò vui vẻ. Từng người vui vẻ ra mặt, cảnh tượng một phái vui vẻ. Đột nhiên, có người hô lễ, đại trưởng lão đến. Mọi người im lặng, đứng dậy đón lấy. Bỗng thấy đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão, cùng với trưởng tọa Tử Hà Hiên tới, trên mặt đều nở nụ cười. Giang điện chủ tiến lên nghênh đón, mọi người làm lễ ra mắt nhau. Đôi mắt đẹp đồng linh ngọc lưu chuyển, mỉm cười hỏi, sao không thấy hai vị tân lang tân nương? Giang điện chủ nhìn lên trời, giờ lành chưa tới, chư vị trưởng lão xin ngồi xuống trước, nhấm nháp một chút kỳ chân cửu hoa bàn ngọc đào của Thính Tuyết lâu chúng ta. Sớm nghe danh hào đệ nhất Thính Tuyết lâu, nghe nói chỉ có khoa nghi thịnh đại nhất Thính Tuyết lâu mới có thể lấy ra, bần đạo và sư huynh một mực vô duyên nhấm nháp. Bên cạnh là hai thanh niên mặc đạo phục đi tới, một người trong đó hình dạng tuấn mỹ, khá trẻ tuổi, đối mặt những đại nhân vật Huyền Thiên Cung vẫn không e ngại. Hai người đều là Nguyên Anh trung kỳ. Ánh mắt Giang điện chủ sáng lên, chắp tay nói, lại chậm đãi thương trưởng tọa cùng Việt đạo hữu rồi, lão hủ sẽ bảo đệ tử đi hái một sổ đưa tới Thiên Sơn. Giang điện chủ khách khí, sư đệ chỉ đùa một chút thôi. Người mở miệng chính là trưởng tọa Thiên Sơn nhất mạch Thương Lục, ngữ khí gã ôn hòa, làm lễ ra mắt với mọi người, tiếp đó mang theo tu sĩ họ Việt đi đến một khối vân sàng. Mọi người nhìn bóng lưng bọn họ, hoặc nhíu mày, hoặc trầm tư.
Theo thời gian chuyển rời, tân khách càng ngày càng ít. Sư Tuyết tìm chỗ trống, dựa sát Giang Điện Chủ, cẩn thận truyền âm nói, sư bá, họ Việt là vị thiên tài kia. Giang Điện Chủ thở dài, không sai, người này mới vừa vào Nguyên Anh, ta còn chưa xem kỹ, không ngờ hắn lại làm được, bế quan hơn trăm năm đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Tăng thêm Thương Lục lần trước tranh đoạt thất bại, lần này là cơ hội cuối cùng của hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua, vẻn vẹn Thiên Sơn Nhất Mạch lại có hai người. Thiên Sơn Nhất Mạch càng thêm chói mắt, thực lực tổng hợp thậm chí đã vượt qua Huyền Thiên Nhất Mạch, chỉ thiếu một Định Hải Thần Châm mà thôi. Hai người Thiên Sơn Nhất Mạch liên thủ, Tần Tang đối mặt không chỉ có thêm một đối thủ cạnh tranh đơn giản như vậy, nếu trong cấm chế tao ngộ, không bị cấm chế áp chế, còn phải lấy một địch hai. Thương Lục năm đó dùng bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, lại không thể thu được tư cách, thương tới căn cơ, không biết đã khôi phục chưa. Muội phu thần thông siêu phàm, cũng không sợ bọn họ. Sư Tuyết an ủi, trong lòng cũng có chút không chắc. Hai người giao lưu ngắn ngủi, sau đó lập tức tách ra. Chúng tân khách ngồi trên vân sàng, mộc mạc ánh sao, hoan thanh tiếu ngữ, nâng ly cạn chén, quên cả trời đất. Lúc này, Sư Tuyết ngẩng đầu, nhìn thiên thời, cất bước đi đến trung tâm vân đàn. Chúng tân khách chú ý tới động tác của nàng, im lặng lại. Rất nhiều vân sàng phi động, tách ra hướng nam hoặc hướng bắc, ở giữa lộ, ra một con đường lớn. Sư Tuyết đứng trước vân đài, phất trần hất lên. Hai tên đạo đồng hầu hương cùng hô lên, giờ lành đã đến, tiếng truyền khắp nơi. Dãy đèn trên núi cùng rung động, điểm tinh hỏa ở trung tâm ngọn lửa đột nhiên bay ra, lấm ta lấm tấm, chậm rãi bay lên, cũng lướt tới hai đầu hồng loan đang nghi, dần dần lộ ra mô hình hư ảnh long phượng. Lúc này, các đệ tử một mực canh giữ trước động phủ Tần Tang bắt đầu bận rộn túi bụi. Có người lấy ra linh phù, nhẹ nhàng vỗ một cái, hóa thành từng tôn kim giáp lực sĩ. Một đệ tử kim đan kỳ mở ra túi linh thú, một trận yêu phong nổi lên, lại có một con giao long bay ra, dương nanh múa vuốt, xoay quanh đỉnh đầu mọi người. Trong ánh mắt giao long không có vẻ tàn bạo hung ác, đã bị thuần hóa thành linh thú, không có lệnh chủ nhân, ngoan ngoãn ở giữa không trung, không dám lớn tiếng gầm thét. Tên đệ tử kia giơ tay lên chỉ về phía trước, giao long vẫy đuôi bay về phía ngoài núi. Cùng lúc đó, lưu hỏa phía tây phô thiên cái địa vọt tới, tinh hỏa hóa thành long ảnh vội xông tới, khí thế kinh người, giao long phát ra một tiếng ô ô, lại có một tia sợ hãi. Nhưng chủ nhân áp chế xuống, giao long không dám lui ra phía sau, kiên trì vọt tới trước, thẳng tắp đón lấy long ảnh. Phốc, long ảnh nhìn như khí thế hùng hổ kỳ thật là hư ảo, bị giao long lập tức tách ra. Tinh hỏa lại tán mà không loạn, mở ra khép lại, chia ra dung nhập vào bản thể giao long. Trong khoảnh khắc, bề ngoài giao long đại biến, biến thành một chân long. Nó khoác vảy rồng, đầu mọc sừng rồng, đằng vân giá vũ, oai hùng bộc phát. Gào, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, khiến chúng tân khách liếc mắt nhìn lên. Ngay sau đó, một tiếng phượng gáy không chút yếu thế từ tây phương vang lên, cùng rồng ngâm tương hòa, tựa như thần thú chân chính, mọi người tán thưởng không thôi. Lúc này, hai thiếu nữ một mực đứng hầu ở trước cửa liếc nhau, nở nụ cười. Một tiếng, cùng kêu lên, xin mời tân lang quan leo lên long xa. Tần Tang đứng lên, cất bước đi ra đại điện. Phía trước đại điện, ánh mắt mọi người vô thức nhìn hướng Tần Tang, ngày đại hỉ, chắc hẳn Tần Tang sẽ không nổi giận, nên những đệ tử này cũng dám làm càn quan sát. Hắn không hóa khuôn mặt khác, một mực huyễn hóa hình dạng đời trước, tuy không phải tuyệt sắc, nhưng hắn tu đạo đến nay, trải qua trắc trở, khí chất xuất trần, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Người này cũng xứng với tổ sư Lưu Ly. Hai tên nữ đệ tử ngốc nhìn một hồi, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Tần Tang đi ra đại điện, đầu giao long kia đã nằm dạp trên mặt đất, trên thân trói lại một cỗ long xa. Hắn nhìn hướng chủ phong, bước lên long xa. Kim giáp lực sĩ xếp thành hai nhóm, tay cầm lễ khí, đứng trước long xa. Phía trước nhất là bốn đồng nam đồng nữ trắng nõn nà, tướng mạo vui vẻ, cười hì hì, trong tay mang theo một lô hương. Đốt là hàng chân hương, đồng tử dẫn đường, tân lang cưỡi rồng đi ra. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2040, Đại Hôn Hạ. Cùng lúc đó, tây phương với từng làn gió thơm, từ bốn tên đồng tử,
mang theo lô thơm đốt chừng 100 loại, dẫn dắt một đội linh thể do hoa mị huyễn hóa thành, kiều diễm đi tới. Từng hoa mị thiên kiều bá mị, cánh tay ngọc vung vẩy cánh hoa, vẩy thành một đường hoa, dị hương xông vào mũi. Lưu Ly đã cởi mạng che mặt, dung mạo tuyệt mỹ hiện ra trong mắt thế nhân, không một tia tì vết. Nàng rút đi một thân tố y, búi tóc, lấy gấm xạ quang làm hoa váy, khăn choàng vai ngũ thải vân hà, dù chưa tô son phấn, vẫn khiến người hoa mắt thần giao. Vương mẫu gả nữ, không qua như thế. Trên chủ phòng, chúng tân khách lặng ngắt như tờ, bọn họ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không kịp nhìn. Nhưng thấy trên long xa là nam tử mang ngọc quan, đeo áo choàng, phong thần ngọc lãng, thật sự là một đôi lương nhân. Chính là Long Phượng Trình Tường, giai ngẫu sẵn có. Song phương đạp không tới, bay về phía vân đàn. Đúng lúc này, Tần Tang ngồi ngay ngắn trên long xa, nhớ tới Sư Tuyết dặn dò, ánh mắt lấp lóe, yên lặng thôi động thanh trúc kiếm kinh. Thanh âm kiếm ngân vang vọng chân trời, nhất thời đè xuống tiếng rồng ngâm phượng gáy. Trên bầu trời long xa, hư không xuất hiện chấn động dị dạng, lại huyễn hóa ra một thanh kiếm hư vô, hình dạng tương tự kim trầm kiếm, kiếm khí xông lên trời. Cũng may, người xung quanh và kim giáp lực sĩ quanh long xa được Tần Tang bảo vệ, nếu không nhất định bị kiếm ý ảnh hưởng, thất linh bát lạc. Sau một khắc, Tây Phương cũng có bảo kiếm hình phượng hư ảo hiển hiện, tiếng kêu êm tai, chủ động tương hòa. Chúng tân khách biết kịch hay sắp tới, lập tức ngồi ngay ngắn lại. Hai thanh hư vô kiếm cùng lúc chấn động, trước hai người một bước, bay đến trên không chủ phong, dây dưa nhau, cuối cùng kiếm ý tương dung, không phân khác biệt. Cái này không chỉ là kiếm ý, còn ẩn chứa đạo vận Tần Tang cùng Lưu Ly, đại đạo hòa minh. Bọn họ vốn không phù hợp như thế, mà Lưu Ly chủ động thả ra một tia ấn ký tà công, tạo ra giả tượng đạo lữ, giấu giếm được ánh mắt người bên cạnh. Trong mắt những người khác, đạo vận hai người phù hợp, như nước sữa hòa nhau, chính là trời đất tạo nên một đôi, bọn họ rốt cuộc tìm không thấy hư giả gì. Thế nhưng Lưu Ly lại muốn đối kháng ấn ký tà công, để tránh bị ảnh hưởng đến tâm thần. Đúng lúc này, trong bữa tiệc đột nhiên vang lên tiếng sáo du dương. Bỗng thấy La Uyển chẳng biết lúc nào lấy ra một cây sáo ngọc, đặt ở trên môi thổi. Tiếng sáo thanh thúy, trong suốt tâm thần, khó có thể tưởng tượng nàng có thể thổi ra tiếng sáo tinh khiết như thế. La Uyển nháy nháy mắt với Sư Tuyết. Tiếng sáo uyển chuyển lên, đồng dạng ẩn chứa một tia đạo vận, chủ động lướt tới kiếm ảnh trên không trung. Những người khác như ở trong mộng tỉnh lại. Có người giống Tần Tang và Lưu Ly, huyễn hóa kiếm ảnh, điểm chỉ bắn về phía giữa không trung, kiếm ngâm đi theo. Có người thi triển đạo thuật, phát ra huyễn âm. Cũng có người lấy tay chảo xuống mặt đất, hút tới một khối đất đá thô ráp, tùy ý cọ sát thành khánh hoặc thạch cổ, không quản ánh mắt những người khác, gõ đùng đùng, lắc đầu nhún nhảy, có chút vòng ngã. Thậm chí, bắt lại tiên hạc đưa rượu tới, nhổ xuống mấy cọng lông vũ, ngón tay xoa động, trước mặt xuất hiện 7 sợi lông vũ biên dệt thành dây đàn, tùy ý gảy lên. Tiên hạc bị đau chấn kinh, đạp đổ bình ngọc, đạp lật cái bàn, gây nên một trận vui cười. Đủ loại thanh âm kỳ diệu giao hội cùng một chỗ, không hẳn êm tai, lại dị thường phù hợp. Tu sĩ cấp thấp nghe thấy, càng đâu chỉ là tiên nhạc. Đây cũng là lễ chúc mừng tân khách. Bọn họ cưỡng ép đưa một tia đạo vận của mình vào, phá hư áp lực cùng lúc mang đến, trợ giúp hai vị đạo lữ cắt tỉa bản thân, tìm cầu phương diện phù hợp nhất. Nhiều nguyên anh đồng tâm hiệp lực, nếu là đạo lữ chân chính đạt được loại cơ duyên này, chắc chắn rất được lợi. Đáng tiếc, những thứ này không chỉ không mang đến cho Tần Tang cùng Lưu Ly chỗ tốt, ngược lại tạo thành gánh nặng cho Lưu Ly, nàng chỉ có thể khốn khổ kiên trì. Ánh mắt Tần Tang xuyên qua đèn biển, nhìn thấy cặp mắt tinh khiết kia, thầm than một tiếng, dị tượng trên không trung càng thêm kinh người. Đệ tử cấp thấp hết sức chăm chú lĩnh hội tất cả những thứ này, tổ sư Nguyên Anh hiện ra đạo vận, cho dù có thể lĩnh ngộ được một tia, đối với bọn họ cũng là cơ duyên lớn lao. Các đệ tử hầu đèn lại cực kỳ bận rộn. Bọn họ muốn giống như những người khác chuyên tâm lĩnh ngộ, thế nhưng dị tượng ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh, cuồng phong gào thét. Đây không phải gió. Bình thường, cây đèn bắt đầu lay động kịch liệt, bọn họ nhất thiết phải nhìn chằm chằm cây đèn để tránh hồng loan đăng nghi bị phá hư. Một lòng khó mà chú ý, không khỏi lo lắng vạn phần. Cùng lúc đó, đồng tử hai bên không hề hay biết, cười hì hì dẫn dắt Long Sa Phượng Liễn đi tới trước vân đàn. Đồng tử, hoa mị cùng kim giáp lực sĩ dừng bước, tránh ra hai bên. Long Phượng nằm sấp,
bốn mắt nhìn nhau. Một thoáng qua, toàn bộ thanh âm im bặt dừng lại, chúng Nguyên Anh thu hồi thủ đoạn của mình, mỉm cười nhìn hai vị tân lang tân nương. Song phương cùng lúc đứng dậy, cất bước đi xuống Long Xa Phượng Liễn, gặp nhau, cầm tay đứng. Phía trên chỉ còn lại hai đạo kiếm ảnh của Tần Tang và Lưu Ly. Đột nhiên, kiếm ngâm lảnh lót, kiếm ý mãnh liệt, bọn họ thể hiện ra kiếm đạo của mình. Tần Tang mượn cớ thanh trúc kiếm kinh, Lưu Ly thì thi triển một môn kiếm thuật Thính Tuyết Lâu. Đây là Tần Tang cùng Lưu Ly đáp lễ tân khách. Chúng tân khách nghiêm nghị, bao gồm tu sĩ Nguyên Anh, chuyên tâm thể ngộ. Hai đạo kiếm ảnh xoay quanh lên, lại tiếp tục từ trên trời giáng xuống, được hai người thu hồi thể nội, trong nháy mắt tiêu tán. Tần Tang và Lưu Ly liếc nhau, dắt tay đi đến trước Sư Tuyết. Trên một khối mây, ngươi cảm thấy thế nào? Tu sĩ họ Việt dùng ánh mắt dò xét Tần Tang. Thương Lục vẫn nhắm mắt lại, im lặng nói, không yếu, nhưng phải thử một chút mới biết được. Sư Tuyết mỉm cười nhìn bọn họ đi từng bước đến gần, đưa lên thiên hương. Đi đi, tiếp theo phải lễ kính thiên địa. Bọn họ không cần thiết kính cha mẹ, sư phụ cùng sư môn, chỉ cần bái thiên địa, đại đạo. Đạo lữ chính là đồng tâm đồng đức, đại đạo giai hành. Lúc này, lại xuất hiện một thanh âm không hài hòa. Hãy khoan, Thương Lục đột nhiên đứng dậy ngăn cản. Trong bữa tiệc nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nghe lời đồn, vài thập niên trước Thương Lục lấy lòng Lưu Ly, nhưng bị cự, tuyệt. Sắc mặt Sư Tuyết đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Lục, Thương trưởng tọa, hôm nay là ngày đại hỷ của sư muội ta. Tần Tang khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, giả hôn còn có thể gặp phải tiết mục cướp tân nương. Thương Lục không để ý tới Sư Tuyết, nhìn qua Lưu Ly, nói, Thương mỗ sớm biết được tâm ý Lưu Ly sư muội, không dám hy vọng xa vời sư muội có thể hồi tâm chuyển ý. Bất quá, Thương mỗ bại bởi vị Thanh Phong đạo trưởng không có danh tiếng này, nên không phục. Khó tránh khỏi đạo tâm không thuận, chỉ có đánh một trận, biết được thủ đoạn đạo trưởng mới có thể ý niệm thông suốt, hy vọng đạo trưởng có thể thành toàn. Lúc này, tầm mắt gã đã rơi vào trên người Tần Tang, ánh mắt như điện, chiến ý tăng vọt. Sư Tuyết giận tím mặt, Thương Lục, ngươi điên rồi. Đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi là gì. Thương Lục không tranh luận, thờ ơ nhìn Tần Tang, ngữ khí cân nhắc, nghe nói đạo trưởng từng một mình vào tổ yêu, đảm thức hơn người, chẳng lẽ lại sợ. Trong bữa tiệc lặng ngắt như tờ, kẻ nhiều chuyện thì vẻ mặt kích thích, tầm mắt di động qua lại giữa Tần Tang và Thương Lục. Trong lòng bọn họ có khuynh hướng tự nhiên là Thương Lục, để cho gã giáo huấn ngoại nhân Tần Tang một chút vì dám cướp đi mỹ nhân. Đồng Linh Ngọc nhíu mày, đang muốn mở miệng. Cách đó không xa trên một vân sàng, đột nhiên truyền ra một thanh âm cứng cáp, Thương trưởng tọa cũng chân thành, đủ cảm thiên động địa. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người này hẳn là Ân Điện Chủ Hoàng Vũ Điện, địa vị chính là Điện Chủ số 1, hơn cả Giang Điện Chủ. Trưởng tọa Huyền Thiên Nhất Mạch lại ngồi vị trí dưới gã. Cung chủ bế quan nhiều năm, gã chính là người trưởng khống Huyền Thiên Nhất Mạch hiện tại, gã nói ra lời này, chính là Huyền Thiên Nhất Mạch ủng hộ Thương Lục. Giờ phút này lưỡng đại chủ mạch mạnh nhất Huyền Thiên Cung đều đã ủng hộ Thương Lục. Ân Điện Chủ nói không sai, luận bàn một chút cũng không ngại, điểm đến là dừng. Nhiều người ở chỗ này nhìn xem như thế, sẽ không để cho song phương thụ thương. Loại thanh âm này lúc lên lúc xuống, nghiễm nhiên trở thành làn sóng. Ánh mắt Đồng Linh Ngọc quét qua mặt từng người mở miệng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Giang Điện Chủ đè lại Sư Tuyết nổi giận đùng đùng, thấp giọng thì thầm. Lúc này, Lưu Ly đột nhiên buông tay Tần Tang ra, lạnh lùng nói, ta đánh với ngươi. Thương Lục sững sờ, cười khổ nói, sư muội nàng tu vi thấp hơn ta một tầng, ta một lòng ái mộ, há có thể động thủ với nàng. Thanh Phong đạo trưởng chẳng lẽ cam lòng trốn ở sau lưng nữ nhân. Ánh mắt Lưu Ly băng hàn, ngữ khí tràn ngập sát ý, ngươi thương hắn một cọng lông tơ, ta lập thệ cuộc đời này không chết không thôi với ngươi, bằng không giết ta trước. Lời này vừa ra, xôn xao mãnh liệt, mọi người bị Lưu Ly quả quyết làm cho cả kinh, trong Huyền Thiên Cung, cho dù vạch mặt cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy. Sư Tuyết và Giang Điện Chủ đều sửng sốt, Tần Tang rất là ngạc nhiên, im lặng một lát, truyền âm nói với Lưu Ly, kỳ thực ta có thể xuất thủ. Hắn biết rõ ràng, Thương Lục không có khả năng khổ sở vì tình. Mục đích gã rõ rành rành, nhất định là vì tẩy thân trì, mượn cơ hội sinh sự, dò đáy hắn. Át chủ bài của hắn rất nhiều, cho dù bại lộ một ít cũng không ngại. Lưu Ly kém Thương Lục một cảnh giới, băng phách thần quang mặc dù cường đại, nhưng Thương Lục là chủ nhân nhất mạch,
chắc chắn sẽ không thiếu pháp bảo thần thông. Lưu Ly nói, việc này không liên quan gì đến ngươi. Một khi ngươi xuất thủ, dễ dàng bị mấy vị trưởng lão nhìn thấu. Nàng cố ý không lưu đường sống, có thể ép Thương Lục lui lại. Cho dù đánh thật, nàng cũng không sợ. Tần Tang than nhẹ, tuy là giả hôn, lại nổi bật như thế, vạn chúng chú mục, hắn sao có thể chỉ lo thân mình. Thân phận bại lộ cũng không ngại, hắn đã có át chủ bài mạnh hơn. Không cần, như thế. Tần Tang đã truyền âm cho đám người Sư Tuyết, sau đó nắm chặt ngọc thủ Lưu Ly, thản nhiên nói, bần đạo và Lưu Ly kết làm đạo lữ. Về sau chính là một thể, bất kể chỗ khó hay địch thủ nào, đều đồng sinh cộng tử, nắm tay đối mặt. Thương trưởng tọa ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Các bạn vừa nghe xong tập 204 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.